Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 53. Ở trên thiên mới vừa tảng sáng thời điểm, một cái vốn không nên xuất hiện thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở trọng môn khoa học kỹ thuật ký túc xá trước. Hắn ăn mặc áo khoác ngoài, mang mũ lưỡi chai cùng kính râm, cố ý che giấu mình thân phận. Không có bất kỳ ngăn cản, hắn thuận lợi tiến nhập đại lâu, đi tới chủ tịch phòng làm việc. Thời khắc này Ngô lão gia đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Khi lấy được từ nghi ngờ trung hạng mục thư sau đó, hắn tinh lực chủ yếu liền phóng ở tại miêu đồng trên người, chỉ có hàng phục miêu đồng mới được 3 phần hoàn chỉnh hạng mục thư. Dưới lúc mới có thể đối phó Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Vấn đề là, phải như thế nào bắt miêu đồng? Vấn đề này, ngay cả từ trước đến nay cơ chí lao kéo trong chốc lát nửa khắc đều không thể giải quyết. Đông đông đông, 3 tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Thời gian này điểm, chỉ có người nam nhân kia sẽ đến. Ngô lão gia dùng thanh âm khàn khàn hô, vào đi. Môn đẩy ra, ăn mặc áo khoác ngoài nam tử đi đến. Hắn lấy xuống kính râm, cười hắc hắc nói rằng, Ngô lão gia, ngài khỏe. Không là người khác, chính là ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm nằm vùng Tuân Dương. Ngô lão gia hỏi, Tuân Dương, ngươi không ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đàng hoàng ngây ngô, tới chỗ của ta làm cái gì? Như vậy liều lĩnh, bị Giang Hàn Phi con cáo giả kia phát hiện làm sao bây giờ? Tuân Dương cười ha ha, nói rằng, không sợ, căn cứ tin tức mới nhất, Giang Hàn Phi con cáo giả kia tối hôm qua bệnh nặng, thiếu chút nữa liền quy thiên rồi, ở đâu có thời gian rỗi để ý tới ta? A hát, Giang Hàn Phi thiếu chút nữa chết. Ân, chỉ là hắn vận khí tốt, không chết thành. Ngô lão gia thở dài, nếu như Giang Hàn Phi thật đã chết rồi thì tốt biết bao. Hắn có thể tiết kiệm không ít tâm. Hỏi hắn, ngươi tới ta đây, không phải là phải cùng ta nói chuyện này à? Tuân Dương cố ý thừa nước đục thả câu, đương nhiên là có chuyện trọng yếu hơn tìm đến ngài. Ngươi có chuyện gì? Ngô lão gia, ta biết ngài hiện tại muốn có được nhất chính là cái gì? A hát, hiện tại ngài đã thu được từ nghi ngờ trung hạng mục thư, cộng thêm ta bên này hạng mục thư, tổng cộng chiếm được 2 phần, còn kém cuối cùng miêu đồng na 1 phần. Ngô lão gia hai mắt chiếu sáng, làm sao, ngươi có biện pháp thu được? Không phải có biện pháp, mà là ta đã thu được. Ngô lão gia kích động đứng lên, ngươi đã thu được. Ngươi là làm sao đạt được? Tuân Dương trong mắt quay tròn chuyển, cái này không cần cùng ngài hồi báo, ngài chỉ cần biết miêu đồng hạng mục thư đã tại trên tay ta là được rồi. Ngô lão gia hé mắt, lần nữa ngồi xuống. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng đem miêu đồng hạng mục thư giao ra đây? Ngô lão gia quả nhiên khoái nhân khoái ngữ. Tuân Dương vươn một ngón tay, ta muốn không nhiều lắm. 100 triệu. 100 triệu. Thực sự là công phu sư tử ngoạm. Bất quá, nếu quả như thật có thể được miêu đồng hạng mục thư, na 100 triệu căn bản không coi là nhiều. Tốt, ta cho ngươi 100 triệu. Nhưng nếu như ngươi dám gạt ta, cho ta giả hạng mục thư, ta sẽ muốn ngươi lấy mệnh đền. Yên tâm, ta sẽ không lấy tánh mạng mình đùa giỡn. Ngô lão gia gật đầu, lập tức đánh một trận điện thoại. 10 phút sau, Tuân Dương trên tài khoản nhiều hơn 100 triệu. Ngô lão gia thật là thoải mái nhanh. Tuân Dương giơ ngón tay cái lên, sau đó, từ trong tay áo xuất ra một phần hạng mục thư bày ở trên bàn, đây chính là miêu đồng na 1 phần. Xin ngài cất xong. Ngô lão gia kích động vạn phần, có cuối cùng này bính đồ, là có thể đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tạo thành đả kích khổng lồ. Thắng lợi trong tầm mắt. Ngô lão gia, để tránh khỏi thân phận ta bại lộ, đi trước một bước. Tuân Dương xoay người rời đi. Vừa đi, hắn một bên trong lòng cười trộm, không công nhặt được 100 triệu, thực sự là thoải mái a. Giang Sách a Giang Sách, hoặc là nói như thế nào ngươi là người thường đâu. Rõ ràng ngươi có cơ hội đem phần này hạng mục thư đưa lên, đổi một số lớn chỗ tốt. Kết quả ngươi không hiểu a, để cho ta bạch kiểm tiện nghi. Hắc hắc, đây chính là kiến thức tầm quan trọng a. Lúc rời trong quá trình, Tuân Dương cùng Lao Kéo sượt qua người, hắn cười đễu nhìn một chút Lao Kéo. Lao Kéo nhíu mày, đối với hắn chán ghét tột cùng. Lao Kéo vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Nghĩa phụ, Tuân Dương hắn một buổi sáng sớm quỷ quỷ túy túy tới công ty làm cái gì? Ngô lão gia cao hứng nói, không biết Tuân Dương dùng biện pháp gì,
dĩ nhiên từ Miêu Đồng bên kia chiếm được chúng ta cần cuối cùng một phần hạng mục thư. Lao Lôi đi qua, cầm lấy hạng mục thư nhìn một chút, sơ bộ thoạt nhìn quả thực không có vấn đề gì, như là chính phẩm. Ngô lão gia nói rằng, ta tìm 100 triệu, nếu như là giả, ta sẽ muốn mạng của hắn. Lao Kéo nói rằng, Tuân Dương tiểu tử kia thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Bất quá cũng đáng giá, có phần này hạng mục thư, là có thể xác thực biết được thành dưới đất mới nhất nghiên cứu phương án, đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hoàn thành thư kích. Đúng vậy, Lao Kéo. Người mau mang phần này hạng mục thư đi bộ nghiên cứu, bằng thời gian ngắn ngủi nghiên cứu ra thành quả, dù cho chỉ là khái niệm sản phẩm cũng có thể. Ta muốn thừa dịp hội triển lãm còn chưa kết thúc, ở ngày cuối cùng phóng xuất đại chiêu. Đã biết, nghĩa phụ. Lao Kéo cầm hạng mục thư vội vã ly khai. Ngô lão gia vui mừng lẩm bẩm, thực sự là trời cũng giúp ta. Ngưu hoa lâu như vậy, rốt cục có thể cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đánh đòn cảnh cáo. Giang Hàn Phi, Giang Sách, các ngươi đều rửa cái cổ chờ chết a. Mặt trời mọc. Ở 10 giờ sáng nhiều thời điểm, Giang Sách đi tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bộ nghiên cứu. Vừa vào cửa, liền thấy các đồng nghiệp đứng thành hai hàng. Tay nâng lấy hoa tươi đối với Giang Sách ngỏ ý cảm ơn. Ân. Giang Sách có chút hồ đồ. Thẳng đến Lưu Cảnh Minh đi ra, cười ha hả nói, Giang Phó Đồng. Đại gia đây là đang cảm tạ ngươi tối hôm qua cứu chủ tịch một mạng. Giang Sách khoát tay áo, ta cứu mình cha, phải dùng tới cảm tạ sao? Lưu Cảnh Minh lắc đầu, không thể nói như thế, nếu như không phải ngươi xuất thủ, chủ tịch tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chủ tịch một ngày cưỡi hạc tây khứ, chúng ta đây đại gia ước đoán cũng liền cuốn gói đi. Cử chỉ của ngươi, giúp chúng ta bảo vệ bát ăn cơm a. Giang Sách nhún vai, hỏi, được rồi. Ba ta hiện tại thế nào? Hắn tốt, đã khôi phục ý thức, đồng thời khí sắc một chút khôi phục. Ta nghiêm ngặt dựa theo ngươi nói đi chiếu cố chủ tịch, điều dưỡng một đoạn thời gian nữa ước đoán thì không có sao. Vậy là tốt rồi. Giang Sách tùy ý ngồi xuống. Một bên bộ môn chủ quản Thường Hướng Đông rất là khó chịu. Hắn vẫn răng ngà chèn ép Giang Sách, kết quả chẳng những không có chèn ép thành công, còn làm cho Giang Sách nhiều lần. Thể hiện, bây giờ càng là cứu chủ tịch mệnh, uy phong bát diện. Điều này làm cho Thường Hướng Đông trong lòng như là đâm một cái thích vậy khó chịu. Hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Giang Sách, trong lòng không ngừng đang tính toán như thế nào cho Giang Sách một bài học. Lúc này, Lưu Cảnh Minh hướng về phía Thường Hướng Đông, Miêu Đồng vẫy vẫy tay, hai người các ngươi tới đây một chút. Miêu Đồng cùng Thường Hướng Đông liếc nhìn nhau, đều đi tới Lưu Cảnh Minh trước mặt. Lưu Cảnh Minh nói rằng, bởi vì chủ tịch bệnh tình nặng thêm, ta cần thường thường hai đầu chạy, có đôi khi biết không để ý tới. Cho nên, bây giờ công ty có một chút biến động, sẽ đối hai người các ngươi chức vị tiến hành một ít cải biến. Thường Hướng Đông, về sau ngươi thay ta chấp hành bộ phận tổng giám đốc quyền lực. Mà ngươi, Miêu Đồng, Lưu Cảnh Minh tiến tới bên tai của nàng, nhỏ giọng nói rằng, từ hôm nay trở đi, thành dưới đất hạng mục đem giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Thường Hướng Đông cùng Miêu Đồng đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, Thường Hướng Đông trong lúc kinh ngạc mang theo một ít kinh hỉ, làm cho hắn thay thế Lưu Cảnh Minh sử dụng một ít tổng giám đốc quyền lực, vậy hắn về sau thì càng có thể diễu võ dương oai rồi. Mà Miêu Đồng còn lại là trong lúc kinh ngạc mang theo một ít hoảng sợ, lúc này để cho nàng độc diễn chính, khó tránh khỏi có chút khó khăn nàng. Hơn nữa, luôn có một loại cảm giác xấu. Lưu Cảnh Minh tiếp tục nói, tiếp được bên trong công tác tự nhiên sẽ có người với các ngươi giao tiếp, ta còn muốn đi chiếu cố chủ tịch, đi trước một bước. Hắn xoay người rời đi. Hôm nay Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, chủ tịch cùng tổng giám đốc cũng không ở, na lớn nhất chính là. Thường Hướng Đông vui vẻ. Tuy là trên chức vị hắn không bằng Giang Sách cao, nhưng quyền lực nhưng là chân chân thực thực so với Giang Sách lớn. Hoàn mỹ. Miêu Đồng thở dài. Cảm giác trên vai trọng trách nặng hơn. Đúng lúc này, một gã công nhân vội vã chạy vào, đối với Thường Hướng Đông nói rằng, Thường chủ quản. Không xong, trọng môn khoa kỹ năng đối với chúng ta phát khởi tuyên chiến thanh danh. What? Thường Hướng Đông chau mày, cái này Lưu Cảnh Minh mới vừa đi, hắn còn chưa kịp đùa giỡn một chút uy phong, kết quả là gặp phải trọng môn khoa kỹ năng khiêu khích, cũng quá đen đủi đi. Hỏi hắn, trọng môn khoa kỹ năng làm cái gì máy bay a?
Tên kia công nhân nói rằng, ngay mới vừa rồi, trọng môn khoa kỹ năng ở hội triển lãm bên trên trước mặt mọi người tuyên bố, sẽ ở hội triển lãm ngày cuối cùng công bố nhất kiện trước hết nghiên cứu khái niệm sản phẩm, đồng thời thả ra thiết kế đồ. Bọn họ hướng chúng ta khởi xướng tuyên chiến thanh danh, nói phải lấy cái này sản phẩm triệt để phá vỡ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ở kinh thành địa vị thống trị. Mọi người nghe xong, mỗi một người đều nở nụ cười. Đặc biệt Thường Hướng Đông, hắn khinh thường nói, đây chẳng qua là đối thủ cạnh tranh thường xài kỹ lưỡng mà thôi, nói một chút ngoan thoại mà thôi, lại có cái gì không dậy nổi. Không phải, Thường chủ quản, người xem bọn họ thiết kế đồ A. Đem ra ta xem một chút. Thường Hướng Đông đem trọng môn khoa kỹ năng công bố phần kia thiết kế đồ cầm tới, tùy ý nhìn. Lúc đầu hắn căn bản không coi ra gì, lòng nói một cái khái niệm sản phẩm có thể có cái gì không dậy nổi. Nhưng nhìn một chút, cũng cảm giác có cái gì không đúng. Phần này khái niệm sản phẩm, làm sao cùng mà Hạ Thành mới nhất sản phẩm giống nhau như đúc. Cái này, Miêu Đồng, Tuân Dương các ngươi qua đây. Hai người tới trước mặt, Thường Hướng Đông lập tức đem thiết kế đồ cho bọn hắn xem, các ngươi nhìn, cái này có phải hay không mà Hạ Thành mới nhất hạng mục. Hai người bọn họ nhìn kỹ hết, đều ngẩn ra. Không sai, đây chính là mà Hạ Thành mới nhất nghiên cứu hạng mục. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả mà Hạ Thành cũng không có hoàn thành hạng mục, làm sao trọng môn khoa kỹ năng còn dành trước thả ra thiết kế đồ. Tuân Dương suy đoán nói, có phải hay không từ nghi ngờ chung tên khốn kiếp kia. Hắn đầu nhập vào trọng môn khoa kỹ chi sau, liền đem chúng ta cho ra bán. Không đến mức A. Miêu Đồng nói rằng, hạng mục thư tổng cộng có 3 phần, từ nghi ngờ chung coi như bán đứng chúng ta, cũng chỉ có thể cho ra 1 phần hạng mục thư. Ta với ngươi 2 phần, trọng môn khoa kỹ năng là vạn vạn không lấy được. Cái này, 3 người bọn hắn đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong góc phòng, Giang Sách mắt lạnh nhìn hiện trường phát sinh tất cả, người khác không biết, trong lòng hắn có thể cùng gương sáng nhi giống nhau. Từ nghi ngờ chung hạng mục thư không thể nghi ngờ cho trọng môn khoa kỹ năng, Tuân Dương làm nằm vùng, hạng mục thư đã sớm cho ra đi. Nam Miêu Đồng hạng mục thư từ đâu tới? Không cần suy nghĩ, nhất định là Tuân Dương trình đi lên. Tuân Dương phần kia hạng mục thư, là Giang Sách căn cứ Miêu Đồng hạng mục thư cao làm giả tạo, lợi dụng phần kia giả hạng mục thư nghiên cứu sản phẩm, ha ha, tuyệt đối xong đời. Cho nên, ở khác người vội vã cuống cuồng thời điểm, Giang Sách lại có vẻ phá lệ lãnh tĩnh. Không rõ chân tướng Thường Hướng Đông tới lui lui đặc bộ. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt nữa, chính mình mới vừa đảm nhiệm cái này lâm thời tổng giám đốc liền đụng với chuyện phiền toái như vậy. Nếu như xử lý không tốt, trọng môn khoa kỹ năng rất có thể sẽ nhân cơ hội này xoay người. Triệt để leo đến Thịnh Nhạc khoa kỹ năng trên đầu đi. Na Thường Hướng Đông về sau phải gánh vác trách nhiệm khả năng liền nghiêm trọng. Làm thế nào mới tốt? Lập tức, Thường Hướng Đông đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Sách trên người. Loại thời điểm này, bỏ rơi nồi đương nhiên là đệ nhất tuyển trạch. Hắn cười ha hả đi tới Giang Sách trước mặt, nói rằng, Giang Phó Đồng, ta nghĩ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giang Sách nhìn cũng không nhìn, tùy ý nói rằng, ngươi bây giờ là đại lý tổng giám đốc. Nắm quyền, còn cần ta hỗ trợ cái gì? No, Thường Hướng Đông nói rằng, kỳ thực luận năng lực, ta so ra kém Giang Phó Đồng ngài, luận thân phận, ta càng là cùng ngài có cách xa vạn giảm chênh lệch. Ta có tài đức gì, có thể trưởng quản đại lý tổng giám đốc vị trí. Giang Sách nhìn hắn một cái, cho nên ngươi dự định như thế nào? Thường Hướng Đông nói rằng, cho nên, ta quyết định buông tha đại lý tổng giám đốc vị trí, kể từ đó, toàn bộ công ty chức vị cao nhất không phải là ngài sao? Giang Phó Đồng, cũng xin ngài đi ra chủ trì đại cuộc. Giang Sách vui vẻ. Thường Hướng Đông thằng ngu này cư nhiên sẽ chủ động buông tha quyền lợi. Kể từ đó, thừa dịp Giang Hàn không phải cùng Lưu Cảnh Minh cũng không ở khe hở, Giang Sách độc tài quyền to, cứu vớt phụ thân kế hoạch là có thể càng thêm thuận lợi triển khai. Tốt như vậy sự tình, có thể nào lui bước? Khoảng cách biểu hiện ra làm bộ dáng vẻ rất đắn đo, như vậy thích hợp không? Lưu Kinh Lý trở về biết chỉ trích ta đi. Thường Hướng Đông khoát tay lia lịa, không phải không phải không phải, Giang Phó Đồng ngài chức vị không thể so Lưu Kinh Lý thấp, hắn dựa vào cái gì chỉ trích ngươi. Hơn nữa, ngài là chủ tịch thân nhi tử,
là tương lai công ty chỉ định người nối nghiệp, ngài hiện tại tới trưởng khống toàn cục không phải chuyện đương nhiên sao? Phải, Giang Sách thật khó khăn nói, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Làm phiền Giang Phó Đồng rồi. Ngoài miệng nói rất khách khí. Trên thực tế, Thường Hướng Đông trong lòng đã sớm đem Giang Sách cho khinh bỉ đến cùng. Ha ha, người cho rằng trưởng khống quyền to là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Bây giờ mà Hạ Thành cơ mật bị trọng môn khoa kỹ năng lấy trộm đi. Còn Hướng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phát khởi tuyên chiến thanh danh, mắt thấy một hồi tai nạn gần đến, hiện tại ai là lão đại người nào không may. Một ngày trọng môn khoa kỹ năng leo lên núi cao, như vậy, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hiện nay người trưởng đà chắc là phải bị sửa chữa. Giang Sách, ngươi cho rằng ngươi chiếm tiện nghi. Thấy ngu chưa ngươi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đang nghĩ ngợi, tên kia công nhân lại qua mà nói, thường chủ quản, trọng môn khoa kỹ năng tuyên chiến thanh danh ứng đối như thế nào a? Thường Hướng Đông khoát tay chặn lại, ai, loại sự tình này làm sao có thể hỏi ta? Đây không phải là đi quá giới hạn sao? Bây giờ người trưởng đà là Giang Phó Đồng, ngươi nên đi hỏi hắn a. A hát, na công nhân hỏi Giang Sách, Giang Phó Đồng, chúng ta nên như thế nào ứng đối trọng môn khoa kỹ năng tuyên chiến thanh danh a? Giang Sách khinh thường nói, nên ha ha, nên uống một chút, thiên chắc là sẽ không sụp xuống. Không ngừng na công nhân mộng bức, tất cả mọi người mộng ép. Công ty kỹ thuật nồng cốt đều bị ăn cắp, ngươi còn nên ha ha, nên uống một chút. Nhược trí a, ngươi. Thường Hướng Đông trong lòng cười nhạt, có nữa hai ngày, Giang Sách, ngươi sẽ chờ bị đuổi ra khỏi nhà a. Đối mặt trọng môn khoa kỹ năng khiêu khích, Giang Sách liền cùng không có việc gì phát sinh giống nhau, giờ làm việc chơi điện thoại di động, tất cả như cũ. Chứng kiến Giang Sách biểu hiện như thế, các đồng nghiệp đều hết sức thất vọng. Xem ra, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng long đầu lão đại vị trí. Đến đây chấm dứt. Lúc này, liên tiếp dồn dập điện thoại reo. Giang Phó Đồng, Đàm Gia gọi điện thoại tới. Đàm Gia. Giang Sách sửng sốt một chút. Đàm Gia, kinh thành một trong tam đại gia tộc, cũng là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sau lưng thực tế trưởng khống giả. Giang Sách để điện thoại di động xuống, đi qua nhận nghe điện thoại. Đối diện truyền tới một hơi lộ ra khàn khàn lão nhân thanh âm. Chính là bây giờ Đàm Gia gia chủ Đàm Vĩnh Thắng. Lưu Cảnh Minh sao? Không phải, ta là Giang Sách. Giang Sách? Ân, ta là Giang Hàn Phi con trai, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng Phó Đồng. Hiện tại toàn bộ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thuộc về ta quản, có việc ngươi theo ta nói là được rồi. Lời nói này tương đương không có lễ phép, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương tức giận. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, Giang Hàn Phi người khác, Lưu Cảnh Minh lại đi nơi nào? Ba ta hắn bệnh nặng rồi, Lưu Huynh chiếu cố hắn đi. Ân, Đàm Vĩnh Thắng suýt chút nữa không tức giận chết, trọng môn khoa kỹ năng tuyên chiến thanh danh ngươi biết không? Biết. Vậy ngươi dự định ứng đối ra sao? Nên ha ha nên uống một chút, trọng môn khoa kỹ năng chính là hù dọa nhân cọp giấy, không đủ gây sợ. Đàm Vĩnh Thắng suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, nổi giận nói, ngươi một cái tiểu mao hài tử biết cái gì. Trọng môn khoa kỹ năng lần này là quyết tâm, nếu như ứng đối không tốt, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng biết hoàn toàn bị siêu việt, cũng nữa không khôi phục lại được. Giang Sách nói rằng, sẽ không, ngươi nghĩ sinh ra. Suy nghĩ nhiều. Một bên người nhao nhao lắc đầu. Cái này Giang Sách là tâm tính tốt, hay là thật ngu xuẩn a? Còn có, hắn đây là lấy cái gì thái độ cùng chủ nhà họ Đàm nói. Người khác cùng Đàm Vĩnh Thắng đều là khách khí, nơm nớp lo sợ, Giang Sách khen ngược. Hoàn toàn một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Thực sự là say. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng không thể hủy ở loại người như ngươi trong tay. Giang Sách cười ha ha, nếu như ngươi ở không đi gây sự, tất tất không ngừng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mới là thật muốn hủy diệt. Oanh! Mọi người đầu ong ong nổ vang. Cái này thái độ gì? Điên rồi sao? Đàm Vĩnh Thắng nổi giận, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Lời nói nhảm, ta là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng người cầm quyền, nên xử lý như thế nào, ta tự có chủ trương, ngươi một cái ngoại nhân chít chít méo mó cái gì tinh thần. Giang Sách lạnh lùng nói rằng, đem ta ép, trực tiếp nhảy ra Đàm ra ngươi tin không tin.
quả thực không đem Đàm Vĩnh Thắng cho tức chết. Hắn tàn bạo nói, tiểu tử, người quá cuồng vọng. Giang Sách cuối cùng nói rằng, lão nhân gia, người thanh thản ổn định ngồi xem cuộc vui thì tốt rồi. Ta cam đoan với ngươi, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng không sập được. Nếu như sụp đổ đâu, ta đây liền đưa đầu tới gặp. Nói xong, Giang Sách lập tức cúp điện thoại, một điểm mặt mũi cũng không cho Đàm Vĩnh Thắng. Không nói khác, chỉ là phần này không sợ trời không sợ đất can đảm, chính là tất cả mọi người tại chỗ đều không thể có. Giang Sách còn giống như người không có sao giống nhau trở lại chỗ ngồi. Tiếp tục ngồi ở chơi điện thoại di động. Thường Hướng Đông trong lòng cười nhạt, chết đã đến nơi còn không tự biết. Các loại trọng môn khoa kỹ năng ban bố mới nhất sản phẩm, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thế tất yếu xong đời. Dưới lúc, không riêng Giang Hàn Phi cùng Lưu Cảnh Minh muốn trị tội của ngươi, ngay cả Đàm Vĩnh Thắng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Sách, cái mạng nhỏ của ngươi đã chơi xong. Cùng lúc đó, Giang Hàn Phi trong biệt thự. Hắn ngồi ở trên ghế salon uống trà, Lưu Cảnh Minh ngồi ở bên người của hắn. Giang Hàn Phi ở lấy được mới nhất công ty tình báo sau đó, dở khóc dở cười. Hắn từ tốn nói, lúc đầu ta để cho ngươi ủy quyền cho Thường mới Hướng Đông, là muốn giả tá Thường Hướng Đông tay xa lánh đi Giang Sách, dù sao Giang Sách giá trị đã ép khô, giữ lại cũng vô ích, ai biết Ngô lão gia nửa đường tuôn ra tới. Cho chúng ta hoàn thành trợ công, ha ha. Lưu Cảnh Minh cũng cười. Trọng môn khoa kỹ năng tuyên bố tuyên chiến thanh danh, quả thực trợ giúp chúng ta hoàn thành đối với Giang Sách xa lánh, dưới lúc. Coi như chúng ta không ra mặt, Đàm gia bên kia cũng tất phải không tha cho Giang Sách. Giang Sách ly khai, có thể dự kiến. Vấn đề là, trọng môn khoa kỹ năng cũng sẽ vì vậy nâng cao một bước, chúng ta phải như thế nào đối mặt Đàm gia áp lực. Giang Hàn Phi khoát tay áo, đừng lo, chỉ cần người nam nhân kia còn sống, chúng ta có rất nhiều cơ hội hoàn thành phản siêu. Hiện tại phải làm, chính là đem Giang Sách, Mầm Đồng, Tuân Dương những thứ này vướng chân vướng tay nhân vật từng cái loại bỏ sạch sẽ. Lưu Cảnh Minh gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn nói tiếp, đối với chúng ta trước mắt cách làm vẫn tồn tại một cái phi thường nguy hiểm chí mạng. Nguy hiểm gì? Chính là... Lưu Cảnh Minh có chút ít lo lắng nói rằng, một phần vạn Giang Sách hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nghịch thiên cải mệnh, chống đỡ trọng môn khoa kỹ năng cái này một lớp thế tiến công. Như vậy, chúng ta nếu không còn cách nào xa lánh đi Giang Sách, thậm chí sẽ còn thất lạc Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đại bộ phận nắm quyền trong tay. Dưới lúc, chỗ ngồi của ta cũng không ổn. Giang Hàn Phi phốc suy vui vẻ. Cảnh Minh a, người thật sự là buồn lo vô cớ. Trọng môn khoa kỹ năng đánh cắp chúng ta dưới thành kỹ thuật nồng cốt, dành trước ban bố thiết kế đồ, xin hỏi chiêu thức ấy thế tiến công phải như thế nào ứng đối? Đừng nói Giang Sách nhất cá nghiệp sư rồi, coi như là người ta thấm nhuần hơn 10 năm tay già đời, chưa từng biện pháp ứng đối. Một trận chiến này, chắc chắn thất bại. Giang Sách chính là một đáng thương kẻ chết thay, thay chúng ta bối nồi, đỡ Đàm ra lửa giận, sau đó bị một cước đá ra môn mà thôi. Là cái gì để cho ngươi sẽ cảm thấy Giang Sách có nghịch thiên cải mệnh năng lực? Có thể đỡ trọng môn khoa kỹ năng thế tiến công? Lưu Cảnh Minh nhún vai, ta chính là thuận miệng nói. Nói là nói như vậy, nhưng Lưu Cảnh Minh trong lòng vẫn còn có chút cho phép bất an. Đừng xem Giang Sách luôn là một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Thế nhưng Lưu Cảnh Minh luôn là có thể từ cặp kia thâm thúy trong hai tròng mắt cảm thụ được cường giả tự tin cùng cường đại. Giang Sách tuyệt đối không giống nhìn qua vậy vô năng. Hơn nữa, Giang Sách cũng là xác xác thật thật sáng tạo qua kỳ tích. Lưu Cảnh Minh biết lo lắng là khẳng định, bất quá hắn quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như đem hắn đặt ở Giang Sách chỗ ngồi, phải như thế nào ứng đối trọng môn khoa kỹ năng thế tiến công. Hắn nghĩ không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Trận chiến này, thất bại. Cho nên vẫn là không muốn buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu rồi. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh. Rốt cục, đi tới hội triển lãm ngày cuối cùng, ngày này, cũng là trọng môn khoa kỹ năng công bố mới nhất nghiên cứu thành quả một ngày. Rất nhiều người đều đi tới hiện trường, đợi trọng môn khoa kỹ năng, lượng đại chiêu. Mà hai ngày Thịnh Nhạc khoa kỹ năng có cái gì phương án ứng đối rồi? Đáp án dĩ nhiên là không. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng giống như là không có nhận đến tuyên chiến thanh danh giống nhau, nên để làm chi? Một chút chuẩn bị cũng không có. Làm người cầm quyền Giang Sách,
càng là mỗi ngày chơi game. Giới bên ngoài xem ra, Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng không phải là không ứng đối, mà là không cách nào ứng đối, cho nên chỉ có thể tuyển trạch ngồi chờ chết, tục xưng chờ chết. Đường đường vòi nước sản nghiệp, đang đối mặt đối địch công ty khiêu khích thời điểm, dĩ nhiên tuyển trạch chờ chết. Ha ha, thực sự là uất ức đến nhà. Ngày hôm nay, hội triển lãm người ta tấp nập, đều đang đợi trọng môn khoa kỹ năng mới nhất nghiên cứu sản phẩm. Giang Sách mang theo Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng nghiên phát bộ người cũng tới đến rồi hiện trường, bọn họ cũng rất muốn biết một chút về trọng môn khoa kỹ năng lợi hại. Thừa dịp nhiều người, Tuân Dương ở Giang Sách bên người nhỏ giọng nói rằng, Giang Phó Đồng, thật là có ngươi. Lên làm lâm thời một tay sau đó không hề làm gì. Kể từ đó là có thể làm cho Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng triệt để thua ở trọng môn khoa kỹ năng chính là thủ hạ. Không riêng thua thực lực, càng là thua nhân phẩm, thua danh tiếng, làm cho Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng nhìn qua chính là một vô năng kẻ bất lực. Ngươi không hề làm gì, một chiêu này thật sự là cao. Giang Sách trong lòng cười nhạt. Cái này Tuân Dương thật đúng là biết miên man suy nghĩ, tùy hắn đi a. Đến khi sự thực vạch trần một khắc kia. Là hắn biết cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng rồi. Sốt cục, nên tới đều đến đông đủ. Giang Sách đứng ở trong đám người, nhìn trọng môn khoa kỹ năng triển khai vị. Hôm nay hắn thay đổi những ngày qua cả lơ phất phơ, từ trong ra ngoài khí chất hoàn toàn thay đổi, như vậy, nhìn qua giống như là một vị uy phong lẫm lẫm tướng quân thông thường. Cường tráng, kiên nghị. Thường Hướng Đông vốn còn muốn đi tới châm chọc Giang Sách hai câu. Nhưng mới vừa đi tới Giang Sách bên người, đã bị cái này một cỗ anh phong cho trấn nhiếp. Cái này, hay là hắn biết cái kia Giang Sách sao? Quả thực tưởng như hai người. Chỉ một lúc sau, nhân vật chính đăng tràng. Trọng môn khoa kỹ năng chủ tịch Ngô Lão Gia, cùng với tổng giám đốc Lao kéo kết bạn mà đi, đồng thời đã tới hội triển lãm tràng. Có thể đồng thời xuất động hai người bọn họ, đủ để nhìn ra trọng môn khoa kỹ năng đối với lần này hội triển coi trọng. Hôm nay hàng triển lãm, là đủ để cho bọn họ triệt để vượt qua Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng tác phẩm xuất sắc. Từ nay về sau, kinh thành thời tiết thay đổi. Ngô Lão Gia đi ngang qua Giang Sách bên người thời điểm, dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Sách, mặt mỉm cười nói rằng, cái này một vị, chính là Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng Phó Đồng. Giang Hàn không phải là thân nhi tử Giang Sách Giang Thiếu Gia a? Là. Giang Sách biểu tình thờ ơ. Không giận tự uy. Ngô Lão Gia âm tiếu nói rằng, nghe nói ngươi trước kia còn là Giang Nam khu người tổng phụ trách, Tây Cảnh Tu La Chiến Thần. Giang Sách trong lòng dùng mình, xem ra trọng môn khoa kỹ năng đối với mình nghiên cứu cũng không ít a. Không còn là rồi. Ngô Lão Gia gật đầu, người buông tha cao quý chính là thân phận, chính là vì tới kinh thành tìm cha. Ha ha, thật là làm cho người cảm động a. Bất quá, Ngô Lão Gia đột nhiên giọng nói chậm lại. Từ nay về sau, Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng đem không còn tồn tại. Ngươi với ngươi tử quỷ kia cha, sớm muộn gì đều sẽ trở thành dưới đao của ta vong hồn. Giang Sách sửng sốt một chút. Cái này Ngô Lão Gia cư nhiên nói ra trước mặt mọi người như thế khiêu khích, quá cản rỡ điểm A. Hắn cùng Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng cừu hận sâu như vậy sao? Ngô Lão Gia tựa hồ xem thấu Giang Sách tâm tư, tiến đến Giang Sách bên tai nhẹ giọng nói. Ta cũng không phải là nhằm vào Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng, cũng không phải nhằm vào Giang Hàn không phải, ta chỉ là ghim ngươi. Mặc dù ngươi không phải Giang Hàn không phải là con trai, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn giải quyết hết ngươi. Giang Sách khẽ cười một tiếng, dò hỏi, a hát, ta có tài đức gì, làm cho Ngô Lão Gia quan tâm như vậy. Ngô Lão Gia trong ánh mắt hiện lên vẻ hàn quang, ngươi còn nhớ được Giang Nam khu Rip. Rip, đương nhiên nhớ kỹ. Hắn, là ta tam đại nuôi con một trong. Nói tẫn hơn thế. Không cần nói thêm gì nữa, Giang Sách hiện tại triệt để minh bạch vì sao Ngô Lão Gia biết khắp nơi ghim hắn rồi. Trước đây Giang Sách rõ ràng bức tử Rip, mà Rip lại là Ngô Lão Gia nuôi con, thoạt nhìn vẫn là đau lòng nhất nam một cái, cho nên Ngô Lão Gia làm sao có thể cùng Giang Sách từ bỏ ý đồ. Cũng là bất đắc dĩ. Cái này kết thúc, là rất khó giải mở. Ngô Lão Gia xoay người đi về phía triển khai vị, hướng về phía mọi người phất tay ý bảo, hướng mọi người tuyên cáo trọng môn khoa kỹ năng tương lai quy hoạch, đồng thời cặn kẽ giới thiệu mới nhất sản phẩm công năng. Buổi nói chuyện ngữ, nghe tâm tình mọi người kích động.
Nếu quả như thật có thể dựa theo Ngô lão gia nói đi chấp hành, như vậy, trong tương lai không lâu sau, kinh thành khoa học kỹ thuật quay vòng sẽ nghênh đón bồng bột phát triển. Thịnh nhạc khoa kỹ năng sẽ trở thành hoa vàng ngày mai, trọng môn khoa kỹ năng mới là tương lai lĩnh quân người. Không nói nhiều nói, hiện tại, để ta tới cấp cho đại gia biểu diễn trọng môn khoa kỹ năng vừa mới nghiên cứu ra được mới nhất sản phẩm XV3 hào. Vừa dứt lời, Lao Kéo đã đem một khối vải đỏ xốc lên. Lộ ra bên trong trước hết nghiên cứu sản phẩm. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đã bị đoạt đi, cũng không còn cách nào lấy ra. Quá hoàn mỹ rồi. Vô luận là tạo hình vẫn là công năng giới thiệu, đều là tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại. Trong đám người, Thường Hướng Đông trong lòng cười nhạt, đám này đồ đáng chết cũng không biết dùng phương pháp gì, cư nhiên đem chúng ta thành dưới đất sản phẩm cho trước giờ nghiên chế ra được, bất quá cũng tốt, bọn họ dùng thứ này có thể giúp ta giải quyết hết Giang Sách. Đối với ta cũng không còn gì chỗ hỏng. Mọi người kích động vạn phần. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay, liên tiếp. Tất cả mọi người cho rằng kinh thành sẽ nghênh đón càng tươi đẹp hơn tương lai. Ngoại trừ một người, Giang Sách Mục vô biểu tình nhìn cái này sản phẩm mới, một chút xíu kinh hỉ cũng không có, ngược lại lạnh như băng nói một câu, cái này tác phẩm quả thực đẹp, nhưng cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, trông khá được mà không dùng được. Câu nói đầu tiên đem không khí hiện trường cho dẫn bạo liễu. Người thì em kéo cái gì con bê? Như thế tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, là ngươi có thể tùy tiện ô nhục sao? Ha ha, cái kia là thuần túy đố kỵ nhân gia trọng môn khoa kỹ năng nghiên cứu ra rồi tính năng mạnh hơn sản phẩm, muốn đạp bọn họ thịnh nhạc khoa kỹ năng trước thi thể vào lạc tương đương. Hiện tại niên đại này a, có vài người dám bản lĩnh không có, chính là thích mù tất tất. Vô dụng, ngươi không phục nữa, cũng không sửa đổi được sự thực. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Đem Giang Sách cùng với thịnh nhạc khoa kỹ năng cho làm thấp đi cái gì cũng sai, hận không thể thịnh nhạc khoa kỹ năng nhanh lên đóng cửa mới tốt. Mà bọn họ đối với trọng môn khoa kỹ năng thì một số gần như điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, trọng môn khoa kỹ năng trở thành vô thượng tồn tại. Ngô lão gia cùng Lao Kéo nhân khí cao dọa người. Ngô lão gia mắt lạnh nhìn Giang Sách, lạnh như băng nói rằng, Giang Sách, ngươi đều thấy được. Ở nơi này công nghệ cao niên đại. Không phải quả đấm ngươi cứng rắn, tính khí ngoan là có thể chỗ đứng. Không có cứng rắn hàng, ngươi căn bản là không có cách đặt chân. Giang Sách từ tốn nói, ta là không có cứng rắn hàng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Ngô lão gia, ngươi bây giờ bị thổi phồng cao như vậy, như thế này rơi xuống thời điểm sẽ rất đau. Ha 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 ha, ta sẽ ngã xuống. Ngô lão gia vui vẻ, Giang Sách, ngươi bây giờ chính là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Ngươi cũng liền chỉ còn lại có một cái miệng, những phương diện khác, ngươi đều hoàn bại. Ngô lão gia vung tay lên, ý bảo thủ hạ lập tức tiến hành công năng biểu diễn. Làm cho đại gia kiến thức một chút sản phẩm mới thực tế thao tác che giấu. Làm cho vui sướng bầu không khí, sao càng nóng a. Lập tức, một gã thủ hạ phải đi tiến hành sản phẩm thao tác, ngay từ đầu còn rất thuận lợi, nhưng thao tác không đến một min, phát sinh ngoài ý muốn. Sản phẩm kia lạch cạch một tiếng, giống như là sụp đổ bài domino giống nhau, nát đầy đất. Hay là vượt thời đại tác phẩm mới, không nghĩ tới cư nhiên như thử không chịu nổi một kích. Thực sự là kéo khố. Hiện trường trong nháy mắt như là tiến vào băng hà thế kỷ thông thường, tất cả mọi người, đóng băng, ở. Từng cái nhìn vậy cũng tháp sản phẩm, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, vừa mới cổ suý trọng môn khoa kỹ năng những người đó. Hiện tại từng cái trên mặt đều quải bất trụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trọng môn khoa kỹ năng mới nhất đẩy ra tác phẩm, kết quả chính là trình độ loại này sao? Không khỏi cũng quá kéo khố hơi có chút a. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào giải thích mới tốt nữa, coi như là trọng môn khoa kỹ năng đáng tin người ái mộ, lúc này cũng cảm giác được một hồi xấu hổ. Ngô lão gia càng là ngây ra như phỗng. Nụ cười trên mặt đều cương cố ở, trước có bao nhiêu, cản rỡ, hiện tại thì có nhiều xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Ngô lão ra hướng về phía nghiên phát bộ người quát. Những người đó mỗi một người đều cúi đầu, cũng không dám thở mạnh, kỳ thực bọn họ đều là nghiêm ngặt dựa theo ba phần hạng mục thư tới nghiên cứu. Muốn nói có chuyện cũng là hạng mục thư có chuyện.
bọn họ sẽ không đi ra bối nồi. Chuyện gì xảy ra? Ngô lão gia lại hỏi một lần. Vẫn là không có người có thể giải thích rõ vấn đề này. Hết lần này tới lần khác, Giang Sách đi về phía trước một bước, Phong Khinh Vân đạm nói rằng, không nên ép hỏi bọn hắn rồi. Vấn đề xuất hiện ở ngươi, không ở trên người bọn họ. Điện thoại di động đoan một giây nhớ lấy là ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đậu. A, à, Ngô lão gia bối rối, hỏi thế nào đề vẫn còn ở chính hắn. Giang Sách giải thích, người cái này tác phẩm là làm sao tới, chính ngươi trong lòng không có cân nhắc sao. Hắn hướng về phía mọi người nói rằng, các vị, trọng môn khoa kỹ năng cái này mới nhất sản phẩm, nhưng thật ra là chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bí mật nghiên cứu nhất kiện tác phẩm, kết quả bị bọn họ ăn cắp cơ mật trọng yếu, muốn đoạt ở chúng ta trước công bố. Đáng tiếc, vẽ hổ hay sao phản loại cầu. Bọn họ trọng môn khoa kỹ năng làm sao cũng không nghĩ ra, ăn cắp cơ mật trọng yếu có một bộ phận là sai lầm, đây chính là bọn họ thất bại nguyên nhân. Giang Sách chính trọng chuyện lạ nói rằng, bất quá xin mọi người không cần nản lòng. Chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nghiên cứu cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, đang từ chúng ta nghiên cứu nhân viên mầm đồng làm sao cùng bắn vọt, tin tưởng rất nhanh thì có thể nghiên cứu ra sản phẩm cùng đại gia gặp mặt. Mấy câu nói như vậy, thật sự là cao. Đầu tiên tiết lộ trọng môn khoa kỹ năng âm mưu, làm cho trọng môn khoa kỹ năng thật vất vả tích lũy danh tiếng. Trong nháy mắt đổ nát. Thứ nhì, Giang Sách lợi dụng sản phẩm mới hấp dẫn đại gia, làm cho đại gia đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng một lần nữa tràn ngập chờ mong. Cuối cùng, hắn còn nổi bật lần này nghiên cứu nhân viên là mầm đồng, thứ này cũng ngang với là đúng mầm đồng khác loại bảo hộ, dưới lúc coi như Giang Hàn không phải, Lưu Cảnh rõ ràng muốn âm thầm hạ thủ, cũng phải cân nhắc một chút khả năng đưa tới trong mắt hậu quả. Một mũi tên trúng ba con chim. Hoàn mỹ. Đối diện Ngô lão gia khuôn mặt đều tái rồi, hắn nghĩ tới rồi một vạn cái kết cục, nhưng chính là thật không ngờ kết cục này. Giang Sách đơn giản là thật là đáng sợ. Đem hắn mỗi một bước đều tính toán gắt gao. Ngô lão gia còn tưởng rằng sẽ ở Giang Sách trên người chiếm được tiện nghi, thậm chí cho rằng có thể nhân cơ hội này chèn ép Giang Sách, ai biết cái này chỉ là Giang Sách cố ý lộ ra kẽ hở. Chờ đợi chính là hắn chính mình chủ động tới nhảy vào. Ngô lão gia kết quả là thực sự ngây ngốc tới nhảy vào. Thực sự là thật đáng buồn a. Thượng đế muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Ngô lão gia cuồng vọng tự đại, là hắn thất bại bản chất chỗ, hắn căn bản cũng không có nghĩ vậy sẽ là Giang Sách cố ý đào hầm. Hắn, cũng không có so với Rip cường đại đến chạy đi đâu. Dưới này vây xem đoàn người tất cả đều nổi giận. Bọn họ sợ ủng hộ công ty, cư nhiên sẽ là một nhà ăn cắp người khác kỹ thuật công ty, bọn họ sợ ủng hộ sản phẩm, lại là đạo văn tới, hơn nữa còn là một không hợp cách bán thành phẩm. Quả thực coi bọn họ là thành kẻ ngu si giống nhau trêu đùa. Quyết không thể nhẫn. Rác rưởi trọng môn khoa kỹ năng, đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Quả thực vô sỉ. Còn luôn miệng nói cái gì muốn dẫn dắt kinh thành khoa học kỹ thuật đi về phía trước, chính là chỗ này sao dẫn dắt sao? Dựa vào trộm cướp kỹ thuật tới dẫn dắt. Thua thiệt hắn còn nói nhân ra không được, ha ha, nguyên lai là chính hắn không được. Ngày hôm nay ta xem như là gặp được cái gì gọi là không biết xấu hổ không có tao. Ai, như thế một đôi so với, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng vẫn tương đối mạnh, chỉ ít còn có thể trầm xuống tâm nghiên cứu kỹ thuật mới. Hơn nữa căn cứ Giang Phó Đồng lời nói. Bọn họ sản phẩm mới sẽ ra đời rồi, chúng ta có khả năng mong đợi vẫn chỉ có Thịnh Nhạc khoa kỹ năng A. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận gió hướng thay đổi hoàn toàn. Kỳ thực người rất đơn giản, người nào tốt, đại gia liền hướng người nào, chính là đơn giản như vậy. Trọng môn khoa kỹ năng tốt, đại gia liền hướng trọng môn khoa kỹ năng, nói tẫn lời hữu ích. Hiện tại phát hiện thì ra tốt là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, vậy mọi người nhất định sẽ chuyển đầu Thịnh Nhạc khoa kỹ năng môn hạ. Vì nó ca tụng công đức, đây chính là bản tính của con người. Nếu có một ngày Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm ra hoang đường hỏng bét sự tình, vậy mọi người cũng sẽ không lưu tình. Nghe từng tiếng nhục mạ, tâm cao khí ngạo Ngô lão gia có chút không chịu nổi, tức giận đến toàn thân run, dùng tay chỉ những người đó. Các ngươi, các ngươi. Ngô lão gia tức giận, phun ra búng máu tươi lớn. Nghĩa phụ, lao kéo nóng nảy, lập tức tiến lên nâng lên Ngô lão gia, sơ tán đoàn người,
mau dẫn nghĩa phụ ta đi bệnh viện. Lập tức, những thủ hạ kia đem người phân tán ra, lao kéo đỡ Ngô lão gia đi ra ngoài. Đi ngang qua Giang Sách bên người thời điểm, lao kéo hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng, Giang Sách, ngươi trước giết ta đệ đệ, lại làm hại nghĩa phụ ta thổ huyết, cái này hai bút chướng ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng sở, ngươi chờ ta. Nói xong, nàng đỡ Ngô lão gia vội vã rời đi. Giang Sách mặt trầm như nước. Lại nói tiếp, Ngô lão gia cùng Rip biết làm thành cái dáng vẻ kia, mặc dù có Giang Sách nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân căn bản hay là đang chính bọn nó bản thân. Giang Sách có điểm vô tội. Nhưng không có quan hệ, Tu La chiến thần cho tới bây giờ thì không phải là người sợ chuyện. Ngươi có thể coi là sổ sách. Chờ ngươi. Một bên Thường Hướng Đông đều xem mộng ép, cái này vừa ra ra gây. Cùng xem chiếu bóng giống nhau. Hắn còn tưởng rằng Ngô lão gia biết hung hăng nhục nhã Giang Sách một trận, tiếp lấy công ty đem Giang Sách đuổi ra khỏi nhà, kết quả quanh co, Giang Sách một điểm đánh giấm không có. Ngô lão gia ngược lại trở thành bị thương tổn nhất phương. Trọng môn khoa kỹ năng cái này té ngã gặp hạn quá sâu, một chốc ước đoán đều không bò dậy nổi lạc tương đương. Chỉ là, Thường Hướng Đông rất nghi hoặc, vì sao Giang Sách đối với Ngô lão gia kế hoạch bộ thự biết như vậy rõ như lòng bàn tay. Thật giống như ở Ngô lão gia bên người cài đặt quản chế, giám thị Ngô lão gia nhất cử nhất động. Thời khắc này Thường Hướng Đông rốt cục ý thức được Giang Sách không tầm thường. Người đàn ông này bình thường tuyệt đối là giả vờ ngây ngốc, hắn các loại hành vi đều là làm bộ đi ra mê hoặc đối thủ. Thường Hướng Đông vỗ vỗ ngực, cảm thấy sợ. Hắn chính là cùng Giang Sách đấu chừng mấy hồi, không có bị Giang Sách đùa chơi chết thật là quá may mắn. Về sau hắn cũng không dám nữa cùng Giang Sách đấu. Ngược lại hiện tại Giang Sách là một tay, hắn chỉ cần kẹp chặt đuôi đối nhân xử thế thì tốt rồi, về sau nhìn thấy Giang Sách khách khí, không thể có bất luận cái gì không tôn trọng địa phương. Mạng nhỏ quan trọng hơn a. Đang nghĩ ngợi, Giang Sách hướng về phía hắn tiếng hô, Thường chủ quản. Ôi chao, Giang phó đồng, chuyện gì? Thu dọn đồ đạc, trở về công ty. Tuân mệnh, nhỏ lập tức làm theo. Thường Hướng Đông giống như là Giang Sách người hầu giống nhau, thái độ khiêm tốn, lễ độ cung kính. Vừa về tới công ty, chuông điện thoại liền vang lên, Thường Hướng Đông thí điên chạy tới. Uy, xin hỏi ngài là. Vừa quay đầu lại, hắn đối với Giang Sách nói rằng, Giang phó đồng, chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩnh Thắng đánh tới. Tìm ngài nói. Thường Hướng Đông bây giờ đối với Giang Sách thái độ chi khiêm tốn, trước đây chưa từng gặp. Làm cho tất cả mọi người nhìn đều sẽ toàn thân thẳng lên nổi da gà, coi như là trước đối đãi Lưu Cảnh Minh cũng không có như thế nhún nhường. Không vì cái gì khác, đơn giản là Giang Sách triển hiện ra thực lực, thực sự hù được hắn. Giang Sách đi tới, thuận tay nghe điện thoại. Uy, bên đầu điện thoại kia truyền đến Đàm Vĩnh Thắng tiếng cười sang sáng, ha 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 ha, hội triển lãm chuyện bên kia ta đều nghe nói. Tiểu tử, ngươi có thể a? Giang Sách bình tĩnh nói rằng, tựa như ta ngay từ đầu nói, trọng môn khoa kỹ năng không đủ gây sợ. Ha ha, người nếu nắm giữ nhiều như vậy manh mối, vì sao không đồng nhất sớm theo ta giảng minh bạch? Làm hại ta còn hiểu lầm ngươi. Có một số việc nói quá rõ, có thể biết sản sinh ác liệt kết quả. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta bán đứng ngươi? Để ngừa một phần vạn mà thôi. Đàm Vĩnh Thắng cười ha ha, hảo tiểu tử, đủ xú thí. Ngươi chuyện lần này làm xinh đẹp, trọng môn khoa kỹ năng còn muốn xoay người khả năng liền khó khăn. Nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì, ta đều biết thỏa mãn ngươi. Giang Sách từ tốn nói, phải, ta đây muốn trở thành danh chính ngôn thuận công ty kế thừa nhân. Cái này, Đàm Vĩnh Thắng trầm mặc vài giây, nói rằng, ngươi thật đúng là dám nói a, đi, chí ít ta đã tán thành ngươi. Còn như ngươi có thể không thể đấu thắng Lưu Cảnh Minh. Thì nhìn chính người bản lãnh. Vậy là đủ rồi. Lạch cạch, Giang Sách cúp điện thoại, vẫn là trước sau như một không để cho chủ nhà họ Đàm một điểm mặt mũi. Đổi thành người khác, Đàm Vĩnh Thắng ước đoán lập tức đem hắn mở, nhưng đối với Giang Sách, Đàm Vĩnh Thắng tựa hồ cũng quen. Thường Hướng Đông vui vẻ đã chạy tới nói rằng, Giang phó đồng thực sự là chúc mừng ngươi a, chiếm được Đàm gia chủ tán thành, ngươi bây giờ có thể không phải lại là quang can tư lệnh. Là thật trưởng quản thực quyền rồi. Giang Sách trên mặt bình tĩnh như nước,
nhìn không ra bất kỳ vui sướng hoặc là hưng phấn. Thường Hướng Đông nói tiếp, a hát được rồi, Giang Phó Đồng, ta vừa mới phát hiện Tuân Dương không biết đi nơi nào, điện thoại cũng không tiếp, tin tức cũng không trở về, như là mất tích giống nhau. A hát, Giang Sách khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyện này, ngược lại là có thể làm cho hắn nho nhỏ ngu nhạc một cái. Thời khắc này Tuân Dương, sợ là bỏ mạng thiên nhai a. Trọng môn khoa kỹ năng tuyên chiến thất bại, kỳ chủ muốn nguyên nhân cũng là bởi vì Tuân Dương sai tin Giang Sách, nói chính xác hơn, là Tuân Dương chính mình vờ ngớ ngẩn, cho rằng Giang Sách là người một nhà. Ở Giang Sách vạch trần Ngô lão ra âm mưu sau, kẻ ngu si đều biết Giang Sách không thể nào là nằm vùng. Tuân Dương hiểu được chân tướng sau đó, nơi nào còn có thể trở về công ty. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật là không có khả năng đã trở về, trọng môn khoa kỹ năng cũng không khả năng lại đi, cho nên Tuân Dương chỉ còn lại có một con đường có thể đi mang theo 100 triệu bỏ mạng thiên nhai. Giang Sách khoát tay áo, không cần phải xen vào Tuân Dương rồi, cái này nhân loại có thể từ viên chức danh sách hoa rớt. Cũng trong lúc đó, ở Giang Hàn Phi trong biệt thự, hai nam nhân ngồi lặng lặng, trầm mặc không nói. Hồi lâu, Giang Hàn Phi đột nhiên đứng lên, nắm lên chén trà trên bàn hung hăng nện xuống đất, lại cạch một tiếng, chén trà té phấn nát bấy. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Giang Hàn Phi giận dữ hét, cái này cái gì chó má vô liêm sỉ sự tình. Trọng môn khoa kỹ năng ăn cứt sao? Ngô lão gia là nhược trí sao? Bị Giang Sách cho trở thành kẻ ngu si giống nhau tỏ ra xoay quanh. Một bên Lưu Cảnh Minh thở dài, biểu tình bi thương nói rằng, chúng ta vốn muốn mượn đao giết người, nương Ngô lão ra tay xa lánh diệt trừ Giang Sách, hiện tại lại đảo ngược, Giang Sách không có ngã. Ngô lão ra ngã. Còn không chỉ là như vậy. Giang Hàn Phi nói rằng, vừa lấy được tình báo, Giang Sách cư nhiên chiếm được Đàm Vĩnh Thắng lão chó già kia nhận đồng, bây giờ Giang Sách vị trí ngồi rất lao, còn muốn di chuyển khó như lên trời. Lưu Cảnh Minh mặt của càng khó coi rồi. Trước tuy là cũng để cho Giang Sách làm kế thừa nhân, nhưng Lưu Cảnh Minh trong lòng rõ ràng, Ngô lão gia đó là cho viên đạn bọc đường. Cố ý mê hoặc Giang Sách, chân chính kế thừa nhân vẫn là Lưu Cảnh Minh. Cho nên, cho tới nay Lưu Cảnh Minh cũng không có bất kỳ bất mãn nào, còn đối với Giang Sách rất khách khí. Nhưng bây giờ bất đồng. Giang Sách đi qua chuyện này thu được Đàm Vĩnh Thắng tán thành, tại công ty lực hiệu triệu cũng tăng lên, trở thành danh chính ngôn thuận kế thừa nhân. Giả, biến thành thực sự. Lưu Cảnh Minh kế thừa nhân vị trí chẳng lẽ cứ như vậy vô duyên vô cớ bị Giang Sách đoạt đi. Hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng khó chịu a. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, kết quả dễ dàng như vậy bị người khác trích đi quả thực, người nào trong lòng không có trở ngại. Giang Hàn Phi còn tại đằng kia hùng hùng hổ hổ, Đàm Vĩnh Thắng lão chó già kia, hàng năm từ ta đây lấy đi một số tiền lớn không nói, còn đối với ta công ty khoa tay múa chân. Ha ha, thật sự cho rằng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật là hắn mở sao. Đàm lão cẩu, ta sớm muộn phải mạng của ngươi. Từ Giang Hàn Phi trong giọng nói. Là có thể nhìn ra hắn đối với Đàm Vĩnh Thắng cửu hận cũng không phải một ngày hay hai ngày. Băng giày ba thước. Giang Hàn Phi đối với Đàm Vĩnh Thắng hận, từ xưa đến nay. Lưu Cảnh Minh nói rằng, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, chủ tịch. Cũng xin ngài giữ được tính táo, nghĩ biện pháp đối phó Giang Sách. Mặt khác muôn ngàn lần không thể lộ ra chân tướng, một phần vạn bị Đàm Vĩnh Thắng phát hiện không đúng. Chúng ta thật có thể xong. Giang Hàn Phi lạnh lùng nói rằng, trong lòng ta rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài, nói rằng, Giang Sách thu được lớn như vậy một phần thành tựu, chúng ta tại sao có thể cho rằng cái gì cũng không biết. Lưu Cảnh Minh sửng sốt một chút, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi hướng hắn biểu thị chúc mừng sao? Đương nhiên, Giang Hàn Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác, chúng ta không riêng muốn đi gặp hắn biểu thị chúc mừng, còn phải cho hắn đưa lên một phần lễ vật. Lấy cảm tạ hắn đối với công ty làm ra trác việt cống hiến. Lễ vật, Lưu Cảnh Minh hỏi, tiễn lễ vật gì? Giang Hàn Phi âm lãnh nói rằng, nguyên bản phần kia thuốc là lưu cho hắn lão tử, kết quả lâm thời xuất hiện biến hóa, hắn lão tử tạm thời không thể dùng. Cũng được, lão tử không cần liền cho con trai dùng. Hắn đối với Lưu Cảnh Minh nói rằng, đem phần kia thuốc làm lễ vật đưa cho Giang Sách, nghĩ biện pháp làm cho hắn dùng.
Ta không riêng muốn khống chế hắn lão tử, ngay cả hắn cũng muốn cùng nhau khống chế. Giang Sách, ngươi vọng tưởng phá hư ta đại kế, vọng tưởng cướp đi ta Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là xã hội hiểm ác đáng sợ. Cảnh Minh, mau mau đi làm. Lưu Cảnh Minh hé mắt, đồng dạng lộ ra nụ cười tà ác. Hắn rất sớm đã muốn đối phó Giang Sách rồi, thế nhưng vẫn không có cơ hội tốt, càng không nghĩ đến thích hợp thủ đoạn. Vẫn là chủ tịch thông minh, dùng đối phó người đàn ông kia phương thức đi đối phó Giang Sách, để cho bọn họ phụ tử đều tao ngộ đồng dạng nghiêm phạt, quả thực hoàn mỹ. Giang Sách, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chờ ngươi uống thuốc, nhìn ngươi còn lợi hại hơn không phải lợi hại. Người kinh thành dân y viện, VIP phòng bệnh. Ngô lão gia nằm ở trên giường ngửa đầu nhìn trên trần nhà đèn treo, trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng phẫn hận, nắm tay vẫn nắm. Hắn không cam lòng. Môn đẩy ra, lao kéo cầm tờ bệnh án đi đến. Bác sĩ nói người chính là tức giận công tâm đưa đến tạm thời tính cơn sốc, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Lao kéo ngồi xuống, lột một quả chuối đưa cho hắn. Nghĩa phụ, muốn nói tính khí, người cùng Rip thật là giống nhau như đúc. Trước đây Rip chính là bị Giang Sách dùng phương thức này hại chết, hiện tại hắn muốn cố kỹ trọng thi, người phải cẩn thận. Ngô lão gia tiếp nhận hương tiêu cắn một cái. Đúng vậy, ta là phải cẩn thận. Vốn tưởng rằng lần này nắm chắc, có thể đem Thịnh Vui khoa học kỹ thuật dẫm ở dưới chân, đem Giang Sách cho nhục nhã thương tích đầy mình. Ha ha, ai biết gặp phải loại chuyện như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía lao kéo. Tuân Dương tên khốn kiếp kia đâu? Bắt được không có. Không đợi lao kéo về đáp, một chuỗi chuông điện thoại di động truyền ra. Lao kéo chuyển được sau đó hơi biến sắc mặt. Đi, ta biết rồi. Nàng để điện thoại di động xuống, Vi Vi nghẹo đầu hồi đáp, Tuân Dương đã bị người của chúng ta đuổi kịp, nghĩa phụ, người muốn xử lý như thế nào? Ngô lão ra lạnh mặt nói, tên khốn kiếp này làm hại ta đây sao thảm, không giết không đủ để bình phục tâm tình của ta. Lao kéo gật đầu, ta đây biết nên làm như thế nào? Nàng đứng dậy chuẩn bị ly khai phòng bệnh. Lao kéo. Ngô lão gia đột nhiên gọi nàng lại. Ân, ta bệnh thành như vậy, một chốc cũng giúp không được ngươi vội vàng, Giang Sách người kia lại cực kỳ giả dối, ta lo lắng một mình ngươi sẽ bị hắn tính toán. Đi đem ngươi đại ca tìm trở về, các ngươi huynh muội liên thủ đối phó Giang Sách. Lao kéo lắc đầu, coi như hết, đại ca tình trạng cơ thể còn không bằng ngươi, đem hắn tìm trở về. Ta còn phải quan tâm một người. Nói xong, nàng trực tiếp ly khai. Ngô lão ra thở dài, ai, nếu như lão đại ở đây, cũng sẽ không làm cho lao kéo một nữ hài từ cả ngày bôn ba. Lão đại a lão đại, ngươi làm sao lại thân thể kém như vậy để cho ta thất vọng đâu. Một giờ sau, lao lôi ra hiện tại một cái mở tối trong kho hàng. Đèn mở ra, xuất hiện ở lao mì sợi trước, là một gã tay chân đều bị trói lại nam tử, sợ đến co rúm ở thương khố trong góc phòng, mặt như xanh xao. Chính là chạy trốn thất bại bị bắt trở về Tuân Dương. Hắn vốn muốn ôm tiền 100 triệu chạy trốn, kết quả vừa mới đến sân bay, đã bị Ngô lão gia thủ hạ đãi cá chính chứ. Chạy! Không thể! Chứng kiến lao lôi ra hiện tại, Tuân Dương một bả nước mũi một bả nước mắt nói rằng, lao kéo người rốt cuộc đã tới, người mau cứu ta, thả ta đi ra ngoài a. Lao kéo ngồi chồm hổm xuống, mặt trầm như nước. Để cho ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cho phần kia hạng mục thư là giả, đưa tới trọng môn khoa học kỹ thuật danh dự bị hao tổn, nghĩa phụ ta bệnh nặng nằm viện, những thứ này ngươi gánh vác nổi sao? Tuân Dương tương đương vô tội nói rằng, cái này, điều này cũng không có thể trách ta một người a. Không trách ngươi, trách ai? Quái Giang Sách, lao kéo nhướng mày, Giang Sách, phương diện này còn có Giang Sách chuyện gì? Tuân Dương giải thích, ta trước không có nói cho các người biết hạng mục thư là từ đâu có được, kỳ thực, đó không phải là ta từ mầm đồng trong tay lấy được, mà là từ Giang Sách bên kia lấy được. À, lao kéo mắng, Giang Sách làm sao có thể đem hạng mục thư giao cho ngươi? Ngươi óc heo sao? Không phải, Tuân Dương ủy khuất nói, ta cho rằng Giang Sách là người một nhà, cũng là người an bài nằm vùng, cho nên liền tuyển trạch tin hắn. Lao kéo suýt chút nữa không tức giận chết. Giang Sách tại sao có thể là nằm vùng? Tuân Dương đầu óc có hãm hại a?
ngươi chí chướng sao, là cái gì để cho ngươi cảm thấy Giang Sách sẽ là người một nhà? Tuân Dương nói rằng, mầm đồng bị xử phạt, là Giang Sách ứng ra rồi 500 vạn. Ta tưởng ngươi an bài. Còn có, Giang Sách thuận lợi cùng Mộng Nguyên Internet khoa văn thông ký hợp đồng, nếu như hắn không phải nằm vùng. Vậy tại sao Triệu gia đầu tư công ty biết nguyện ý với hắn ký hợp đồng rồi? Cái này, Lao kéo một tay nâng chán, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Giang Sách là ứng ra rồi 500 vạn, nhưng đó là tranh đoạt thắng lợi của nàng quả thực, căn bản cũng không phải là Lao kéo an bài. Còn như cùng Mộng Nguyên Internet ký hợp đồng, na chỉ là bởi vì Triệu Dung từ đó điều hòa, cùng Lao kéo càng không có nửa điểm quan hệ. Tuân Dương cái này ngu xuẩn cư nhiên hỏi cũng không hỏi. Liền tự cho là đúng đem Giang Sách trở thành người một nhà, đối với Giang Sách không có nửa phần hoài nghi, cái này không nhưng gài bẫy Tuân Dương chính mình, càng là gài bẫy Lao kéo cùng Ngô lão gia. Thực sự là ứng câu nói kia, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Nếu như không có Tuân Dương, trọng môn khoa học kỹ thuật cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi này. Hãm hại a! Lao kéo tức giận đến cũng không biết nói gì cho phải, chất vấn, ở trong đầu của ngươi giả bộ đều là tương hồ sao. Coi như ngươi cảm thấy Giang Sách có thể là người một nhà. Cũng sẽ không tìm ta hỏi một câu. Tuân Dương khóc nói rằng, ngài không phải rất đáng ghét đầy tớ hỏi lung tung này kia sao. Tất cả mọi người chỉ cần tuần hoàn an bài của ngươi đi làm. Cho nên, ta không dám hỏi a. Vậy ngươi đều cùng Giang Sách tiết lộ qua tin tức gì? Toàn bộ tiết lộ. Cái gì? Chính là ngươi đã nói với ta cái gì, ta tất cả đều nói cho Giang Sách rồi, ngươi chưa cùng ta nói qua, ta cũng suy đoán tính nói cho Giang Sách. Lao kéo một ngụm lão huyết suýt chút nữa không có hổ vằn đi ra. Thứ này cũng ngang với trọng môn khoa học kỹ thuật mỗi một bước cờ đều ở đây Giang Sách trong lòng bàn tay. Nằm vùng, là đem mình người xếp vào ở đối phương bên người, nắm giữ đối phương động thái, kết quả lại la ó. Tuân Dương cái này nằm vùng chẳng những không có đưa đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại đem bọn họ tin tức đều, bán đứng, cho đối thủ. Càng sâu tới, còn đem đối thủ lệch lạc tin tức truyền quay lại đến công ty. Như vậy heo đồng đội, giữ lại hắn còn có cái gì dùng? Lao kéo đứng lên, cảm giác váng đầu hồ hồ, quả thực đều nhanh cũng bị Tuân Dương cho tức chết rồi. Trên thế giới người biết bởi vì các loại các dạng nguyên nhân chết đi. Mà ngươi, Tuân Dương, là người thứ nhất bởi vì ngu xuẩn mà chết, giống như ngươi vậy ngu xuẩn. Coi như là cương thi cũng sẽ không ăn, bởi vì ngươi không có đầu óc a. Nàng vẫy vẫy tay, đưa cái này đồ ngốc ném vào hải lý làm mồi cho cá mập. Tuân Dương nghe xong, sợ đến quần đều ướt, la to, không nên, không nên đem ta làm mồi cho cá mập. Ta biết sai rồi, ta sẽ đền bù. Lao kéo, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều làm. Chỉ cần không giết ta, làm cái gì đều được. Lao kéo căn bản không để ý tới. Ngu xuẩn như vậy, nàng ngay cả nhìn nhiều một giây đều sẽ cảm giác được ác tâm. Nàng trực tiếp xoay người đi hướng thương khố đại môn, vài tên thủ hạ lập tức vò tới bên trong kho hàng đem Tuân Dương miệng cho trận đứng lên, người đàn ông này mệnh, chấm dứt. Ngu xuẩn chết, cũng chết. Lao kéo từ thương khố đi ra. Biên tập một cái tin nhắn ngắn phát Ngô lão gia, rác rưởi đã dọn dẹp xong. Cất điện thoại di động. Nàng đứng ở trong gió, yên lặng nhìn về phía trước, trong đầu hiện ra Giang Sách dáng dấp. Giang Sách, đừng tưởng rằng ngươi rất thông minh. Trước hết để cho ngươi được ý một trận, ta Lao kéo phát thệ, mối thù này nhất định phải thập bội xin trả. N. Sáng sớm, Giang Sách như chúng tinh phủng nguyệt đi tới công ty. Thường hướng đông từ Giang Sách thế lực đối nghịch, biến thành bây giờ Giang Sách đệ nhất, chó săn, chứng kiến Giang Sách chính là một trận thổi phồng. Toàn bộ thịnh vui khoa học kỹ thuật đều ở đây Giang Sách trong khống chế. Tiếp tục như vậy nữa, thịnh vui khoa học kỹ thuật có thể sẽ thực sự đổi chủ. Giang Sách trở lại bộ nghiên cứu, cái mông còn không có ngồi vững vàng. Thu vào một cái phi thường rung động tin tức, tối hôm qua 10 giờ. Có rời bến đánh cá ngư dân phát hiện một bị cá mập gặm ăn qua thi thể, hiện tại đã chứng thực kỳ thân phận vì thịnh vui khoa học kỹ thuật nghiên cứu nhân viên Tuân Dương. Tuân Dương, đúng là vẫn còn chết. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Thường hướng đông có chút khó tin nói rằng, ta đã nói Tuân Dương hai ngày này làm sao đột nhiên mất tích,
nguyên lai là bị cá mập cắn chết. Không phải, hắn hảo đoan đoan chạy đi trong đại dương đầu chơi cái gì. Dỗi rãnh hoảng sợ. Giang Sách cười cười không nói lời nào. Làm ra loại chuyện như vậy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là trọng môn khoa học kỹ thuật. Tuân Dương cho trọng môn khoa học kỹ thuật mang tới tổn thất to lớn, khó có thể ước đoán. Ngô lão gia cùng lao kéo làm sao có thể chứa chấp hắn. Quay đầu tìm người đi Tuân Dương trong nhà đi một chuyến, đưa chút an ủi phẩm, cũng cho hắn người nhà đưa đi 50 vạn tiền tử, từ cá nhân ta tài khoản trong hoa. Giang Sách bình tĩnh nói. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Tuân Dương làm một đoạn thời gian, chiến hữu, từ Tuân Dương bên kia thu được đại lượng chỗ tốt. Hiện tại người chết, giúp hắn làm chút giải quyết tốt hậu quả công tác cũng là nên. Thường Hướng Đông giơ ngón tay cái lên, Giang Phó Đồng thực sự là trạch tâm nhân hậu, chúng ta chỉ tấm gương A. Hắn cầm đầu vỗ tay. Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Thường Hướng Đông nịnh hót bản lĩnh đây là thật lợi hại, có nhất định điểm cơ hội liền phách, làm cho Giang Sách đều muốn bắt hắn cho đuổi. Vừa lúc đó, liên tiếp tiếng cười sang sảng truyền vào. Ha 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 ha, Thường chủ quản nói không sai, con ta Giang Sách thật là nhân trung chi long. Các ngươi đại gia bình thường muốn đi gặp hắn học tập cho giỏi. Mọi người tìm thanh âm nhìn sang. Người tới không là người khác, chính là chủ tịch Giang Hàn Phi. Lưu Cảnh Minh liền cùng ở phía sau hắn. Công ty chân chính người nắm quyền, rốt cục trở về. Giang Sách không có bất kỳ biểu tình biến hóa, mỉm cười nghênh Liễu Thượng Khứ, có chút quan tâm hỏi. Phụ thân thể của ngươi thế nào? Giang Hàn Phi khoát tay áo, đã khôi phục thất thất bát bát, cái này còn cần đa tạ Sách Nhi ngươi cao siêu y thuật, nếu không, ta hiện tại đã là một người chết rồi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trọng môn khoa học kỹ thuật thế tiến công quá mức mãnh, lại là Sách Nhi ngươi lực vương sóng to với đã ngược lại, hung hăng dạy dỗ Ngô lão ra một trận. Với ta, về công ty. Sách Nhi ngươi đã có vô cùng trọng đại công lao. Cho nên, vô luận là làm cha vẫn là làm chủ tịch, ta đều sẽ đối ngươi tiến hành ngợi khen, cảm tạ ngươi làm ra cống hiến. Nói, Giang Hàn Phi khoát tay, Cảnh Minh, đồ đạc đem ra. Lưu Cảnh Minh lập tức xuất ra một cái hộp gấm màu đỏ, đặt ở Giang Hàn Phi tay trong lòng bàn tay. Giang Hàn Phi chỉ hộp gấm, nói rằng, Sách Nhi... Hộp gấm này bên trong chứa là hiện thời hiếm thấy kỳ dược ngưng linh châu. Thuốc này tương truyền là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ biển thước thần y cuối cùng một thân chỗ học, nghiên cứu chế ra đan dược, tổng cộng 3 viên. Truyền thuyết loại đan dược này sau khi ăn xong, có thể cường kiện xương ống chân, mở ra hai mạch nhâm đốc, trở thành bất thế kỳ nhân. Trước hai khỏa phân biệt bị Tây Sở Bá Vương hạng mục, vô song chiến thần Lữ Bố uống. Hai người này đều vì lúc đó vũ lực đệ nhất nhân, thân thể khỏe mạnh, không người có thể địch. Vì phụ dưới cơ duyên xảo hợp, tìm 3 cái ức chỉ có mua được. Sách Nhi, hiện tại giao cho ngươi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về màu đỏ hộp gấm, mỗi một người đều để lộ ra ánh mắt tham lam, bảo bối như vậy ai không muốn lấy được. Giang Sách nhìn một chút hộp gấm, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cười nhạt. Thật có bảo vật như vậy. Đối phương còn cam lòng cho lấy ra cho người khác. Trong này nhất định có bẫy. Giang Sách chắp tay, nói rằng, phụ thân, so với ta đứng lên, ngài mới là chân chính cần viên thuốc viên này người. Ta tuổi còn trẻ lực tráng, có ăn hay không cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ngược lại là ngài, quanh năm suốt tháng bị tật bệnh khốn nhiễu, nếu như ăn viên đan dược kia không phải có thể thoát khỏi gian khổ, thoát thai hoán cốt rồi không? Giang Hàn Phi nghe xong. Hơi biến sắc mặt. Dường như đúng là chuyện như thế. Hắn Giang Hàn Phi bị bệnh ma quấy nhiễu nhiều năm, thật sự có thuốc hay như vậy, vì sao không phải chính mình sớm ăn? Phương diện này rõ ràng có bác A. Giang Hàn Phi ngây ngẩn cả người, có điểm trả lời không được. Một bên Lưu Cảnh Minh xen vào nói, Giang Phó Đồng, người đây cũng không biết. Ngưng Linh Châu tuy là công hiệu cường đại, nhưng là nhất định có dùng điều kiện. A hát. Điều kiện gì? Hai điều kiện, đệ nhất, phải là nam tính, đệ nhị, phải không 30 tuổi. Giang Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói theo, ta khi lấy được viên này ngưng linh châu thời điểm cũng đã 40 sinh ra. Căn bản là không có cách dùng, thật là đáng tiếc. Ha ha, cái này vừa nghe chính là vô nghĩa.
Giang Sách học y lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nào đó đan dược chỉ có 30 tuổi trở xuống người mới có thể dùng. Đối phương lý do không khỏi quá biệt cước. Càng như vậy, thì càng đó có thể thấy được trong đó không thích hợp. Giang Sách nhìn Giang Hàn Phi trong tay hộp gấm, trong lòng không ngừng tính toán. Sau một lát, hắn cười nhạt một tiếng, chắp tay nói rằng, nếu phụ thân đối với ta ưu ái như thế, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói, hắn rất cung kính đưa hai tay ra, từ Giang Hàn Phi trong tay nhận lấy cái kia màu đỏ hộp gấm. Giang Hàn Phi cùng Lưu Cảnh Minh liếc nhau, đều lộ ra không có hảo ý gian trá nụ cười. Sách Nhi, mau mở ra hộp, dùng đan dược A. Giang Hàn Phi không kịp chờ đợi nói rằng, gấp gáp như vậy. Giang Sách cũng không cự tuyệt, trước mặt của mọi người đem hộp mở ra, quả nhiên lộ ra một viên vàng lóng lánh đan dược. Hắn tự tay đem đan dược lấy ra ngoài. Đa tạ phụ thân hảo ý. Giang Sách ngẩng đầu lên, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đem viên đan dược kia bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt, nuốt xuống. Ân, mùi vị không tệ. Giang Sách vui vẻ nói rằng. Giang Hàn Phi ánh mắt trong để lộ ra một tia mừng như điên, chỉ cần ăn thuốc này, vậy thì đồng nghĩa với bị khống chế ở, mặc dù Giang Sách thông minh đi nữa, cũng không phải Giang Hàn Phi đối thủ. Có thể tuyên cáo Giang Sách game over. Giang Hàn Phi vung tay lên, Cảnh Minh A, mang Sách Nhi đi mới phòng làm việc, về sau Sách Nhi không cần cùng đại gia nhét chung một chỗ làm công, có chính mình cá nhân đơn độc phòng làm việc. Một chiêu này cao minh hơn. Nhìn bề ngoài, là cho Giang Sách một cái đơn độc làm công hoàn cảnh, là đúng Giang Sách tốt. Trên thực tế, Giang Hàn Phi làm như vậy chẳng khác nào đem Giang Sách cho giam lỏng, có thể càng thêm phương tiện khống chế hành vi của hắn. Cái kia phòng làm việc, sẽ trở thành một người, thành dưới đất. Giang Sách, cũng sắp trở thành một cái khác bị khống chế, bị lợi dụng quân cờ, Giang Hàn Phi trong lòng mừng như điên, chung quy gừng càng già càng cay. N. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay, Lưu Cảnh Minh mang theo Giang Sách đi tới mới phòng làm việc. Đẩy cửa ra. Giang Phó Đồng, gian phòng này chính là ngươi sau này phòng làm việc. Ngươi về sau ở chỗ này đơn độc làm công, sẽ không còn có người đến quấy rối ngươi. Giang Sách đi đến, nhìn bốn phía xem. Phòng làm việc sạch sẽ, quả thật không tệ. Chính là cảm giác hơi chút có một chút trống trải, có vẻ nhân khí nhi không đủ đủ. Lưu Cảnh Minh tiện tay đem cửa đóng lại. Giang Phó Đồng, ngươi, có khỏe không? Lúc nói lời này, Lưu Cảnh Minh giọng của cũng thay đổi, giống như là phim kinh dị trong ác quỷ, kỳ quái. Giang Sách một bên xem vừa nói, tốt, có cái gì không tốt? Lưu Cảnh Minh lại hỏi, ngươi không cảm thấy hầu có điểm khát không? Trải qua ngươi vừa nói như vậy, hình như là có điểm khát. Ngươi không cảm thấy đầu hơi trùng xuống sao? Giang Sách thân thể chợt nhoáng lên, lấy tay đỡ cái chán. Thở hổn hển nói rằng, là, đầu là có chút trầm, thật là khó chịu. Lưu Cảnh Minh vui vẻ. Hắn từ trong lòng xuất ra một thanh âm tần suất sửa chữa cơ khí, thay đổi chỉ số sau đó, đem đặt ở bên mép. Kể từ đó, Lưu Cảnh Minh lời nói ra, xuyên thấu cơ khí truyền tới Giang Sách trong tai, sẽ lấy đặc định tần suất truyền lại, do đó cùng Giang Sách vừa mới ăn dược vật dung hợp lẫn nhau. Kích thích đại não nghe theo điều hành. Cũng chính là có thể đưa đến khống chế Giang Sách hành vi mục đích. Giang Sách, ngồi xuống. Thần kỳ một màn xảy ra, Giang Sách giống như là một con nghiêm chỉnh huấn luyện cẩu cẩu, nghe theo Lưu Cảnh Minh mệnh lệnh ngồi trên mặt đất. Đưa tay trái ra. Giang Sách quả nhiên đưa tay trái ra. Như con chó le lưỡi. Giang Sách hộc ra đầu lưỡi, giống một điều chó Nhật giống nhau, cứ như vậy ngồi dưới đất đưa tay le lưỡi. Hình tượng hoàn toàn không có. Ha 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 ha, Giang Sách, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lưu Cảnh Minh phóng sinh cuồng tiếu, hắn đợi giờ khắc này không biết chờ đợi bao lâu, rốt cục hoàn thành tâm nguyện. Từ Giang Sách, trở về, sau đó, hắn cái này tổng giám đốc khắp nơi nhường nhịn, thật giống như Giang Sách thực sự biến thành công ty người thừa kế thông thường. Lưu Cảnh Minh trong lòng vẫn luôn trận hỏa. Hiện tại được rồi. Giang Sách uống thuốc. Bị Lưu Cảnh Minh tùy ý thao túng, về sau rốt cuộc không cần tận lực nhường nhịn rồi. Lưu Cảnh Minh ngồi ở trên ghế salon, nói rằng, Giang Sách, cho ta rót chén trà. Giang Sách ngoan ngoãn đi tới bên bàn trà,
cầm ly lên cho rót chén nước, sau đó đưa tới Lưu Cảnh Minh trước mặt. Lưu Cảnh Minh trong lòng cái kia mỹ a, thoải mái, đơn giản là rất thư thái. Hắn nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống trà, bỗng nhiên, mắt tối sầm lại. Cũng không biết có một vật gì vậy lập tức bay vào trong miệng của mình mặt, còn chưa kịp suy nghĩ, liền nuốt vào trong bụng. Vật gì vậy? Lưu Cảnh Minh đứng lên, khu cổ họng. Thế nhưng đã tới không kịp, cái vật kia đã nuốt trong bụng, không phun ra được. Lưu huynh, đây chính là ngưng linh châu, ăn cường thân kiện thể. Giang Sách thanh âm không giải thích được vang lên. Lưu Cảnh Minh toàn thân một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Sách, nguyên bổn đã bị khống chế ở Giang Sách, lúc này trong hai mắt để lộ ra một cỗ tinh khí thần, tự tại tự tin. Hoàn toàn không có bất kỳ bị khống chế ở dáng vẻ. Ngươi sao lại thế bảo trì thanh tỉnh? Lưu Cảnh Minh trợn tròn mắt. Giang Sách từ tốn nói, các ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn ta ăn viên kia thuốc, nói rõ 100% có chuyện, ngươi cảm thấy dưới tình huống đó ta còn biết ăn không? Có thể ngươi rõ ràng trước mặt của mọi người uống thuốc. Giang Sách cười ha ha, từ trong túi móc ra một mảnh kẹo cao su, ngẩng đầu lên, đem kẹo cao su bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt. Ta ăn có phải hay không? Nói, Giang Sách khoát tay, nam mảnh nhỏ kẹo cao su còn nguyên vẫn còn ở trong tay của hắn. Căn bản cũng không có ăn. Nói cách khác, vừa mới Giang Sách cũng dùng đồng dạng thủ thuật che mắt. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn ăn viên kia thuốc, trên thực tế thuốc căn bản không có ăn, mà là vẫn bị hắn giấu ở trong lòng bàn tay. Thẳng đến vừa mới thừa dịp Lưu Cảnh Minh không chú ý. Một cái đánh vào trong miệng của hắn, bức bách hắn nuốt vào trong bụng. Lưu Cảnh Minh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn chỉ vào Giang Sách nói rằng, cho nên ngươi mới vừa hành vi cũng chỉ là phối hợp ta diễn kịch. Không hoàn toàn là, Giang Sách đưa tay liền đem Lưu Cảnh Minh thanh âm khống chế khí cho đoạt lại, ta kỳ thực cũng rất muốn biết viên này thuốc công hiệu là cái gì, cùng với phải như thế nào thao túng người khác hành vi. Vừa mới phối hợp ngươi diễn xuất, để cho ta càng rõ ràng hơn hiểu được các ngươi lợi dụng dược vật thao túng toàn bộ của người khác quá trình. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Lưu Cảnh Minh, ngươi, thua. Lưu Cảnh Minh trừng lớn hai mắt nhìn Giang Sách. Không thể tin được sự thật này. Hắn chưa từng có cảm giác mình sẽ ở trí mưu trên bại bởi người khác, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Giang Sách thực lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không phải, ta sẽ không thua. Lưu Cảnh Minh hướng Giang Sách đánh móc sau gáy. Kết quả Giang Sách hơi chút lui về sau một bước, hắn liền nhào hụt. Giang Sách bình tĩnh nói, lẽ nào ngươi đã quên? Ta ở Tây Kỳ chinh chiến nhiều năm. Ngươi cho rằng ở vũ lực trên ngươi có thể thắng được ta. Lại một lần nữa, tuyệt sát. Lưu Cảnh Minh không riêng ở trí mưu trên thua, ở vũ lực trên càng là thua triệt để. Đừng nói một cái Lưu Cảnh Minh rồi, coi như là 10 cái Lưu Cảnh Minh, 100 Lưu Cảnh Minh. Đều không phải là Giang Sách đối thủ. Ghê tởm. Ta không phục. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật là của ta mới là chính quy người nối nghiệp. Ta sẽ không để cho ngươi cướp đi đồ thuộc về ta. Giang Sách cười khổ lắc đầu. Ta căn bản không có nghĩ tới cướp đi bất luận kẻ nào gì đó. Người nối nghiệp gì đó ta cũng không có hứng thú. Ta tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật duy nhất mục đích, chính là tìm về phụ thân ta, chân chính phụ thân. Giờ khắc này, Lưu Cảnh Minh ngây ngẩn cả người. Thì ra, Giang Sách từ ngay từ đầu cũng biết chân tướng của sự tình rồi. Hắn cắn răng nói rằng, Giang Sách, ngươi giấu thật sâu a. Bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể tìm về phụ thân. Đừng có nằm mộng, phụ thân ngươi đã không ở thành dưới đất, sớm đã bị ta chuyển rời đến ai cũng không tìm được địa phương, ngươi sẽ chết tâm a. Ta hiện tại thì đi nói cho chủ tịch mặt mũi thực của ngươi, Giang Sách, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ha ha, ngươi là thua mới đúng. Lưu Cảnh Minh cuồng thiếu hai tiếng, hướng phía cửa phòng làm việc đi tới. Giang Sách lắc đầu, yên lặng nói rằng, Lưu Cảnh Minh, ngươi không cảm thấy khát nước sao? Ngươi không cảm thấy đầu hơi trùng xuống sao? Cái này, đây là Lưu Cảnh Minh vừa mới hỏi Giang Sách lời nói, hiện tại, Giang Sách nguyên vật xin trả. Lưu Cảnh Minh ngây ra như phỗng. Miệng của hắn rất khát, đầu của hắn rất trầm,
hắn trơ mắt nhìn Giang Sách đem đông cứng khống chế khí đặt ở miệng trước. Ngươi muốn làm gì? Lưu Cảnh Minh hoảng sợ hỏi. Giang Sách tà ác cười, giọng nói lạnh lùng nói ra, Lưu Cảnh Minh, đi trong đại sảnh nhảy một bản A. Bá, Lưu Cảnh Minh ánh mắt trở nên tan giả. Tuân mệnh, chủ nhân. N. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, lầu một phòng khách. Mang mang lục lục các công nhân viên tiến tiến xuất xuất, mỗi người đều ở đây nóng nảy đi xử lý trong tay sự tình. Đát, thang máy dừng ở lầu một. Cửa mở ra, Lưu Cảnh Minh hai mắt trống rỗng tiêu sái rồi đi ra. Ót Lưu kinh lý tốt, ót. Mỗi cái cùng Lưu Cảnh Minh gặp mặt người, đều sẽ rất cung kính kêu lên một câu. Đổi thành quá khứ, Lưu Cảnh Minh nhất định sẽ trở về một câu, dầu gì cũng sẽ có một điểm phản ứng, thế nhưng ngày hôm nay nhưng có chút đặc biệt. Lưu Cảnh Minh giống như là cương thi giống nhau, nghẹo thân thể khập khễnh dịch chuyển về phía trước động. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Ót Lưu kinh lý đây là thế nào ót? Ót không biết, cảm giác rất kỳ quái bộ dạng. Ót! Ót Lưu kinh lý, người không sao chứ ót? Đại gia nghị luận ầm ĩ. Có người càng là hô hắn một câu, nhưng Lưu Cảnh Minh chính là không có chút nào phản ứng. Đi tới trong đại sảnh gian. Lưu Cảnh Minh dừng bước lại. Sau đó, đột nhiên như là biến thành một người khác, ở trước mặt tất cả mọi người nhúc nhích, nhảy lên một chi sống động 10 phần vũ đạo. Cái này, tất cả mọi người mộng ép. Lưu Cảnh Minh là ở làm hành vi nghệ thuật sao hay là đang làm cái gì, tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó trở nên là lạ? Ót Lưu kinh lý, ngươi làm sao vậy ót? Ót ngươi không sao chứ ót? Đối mặt nghi ngờ của mọi người, Lưu Cảnh Minh không có nửa phần để ý tới, tự mình nhúc nhích sống động vũ đạo, động tác vô cùng cứng ngắc, hai mắt vô thần. Cảm giác kia, giống như là người máy thông thường. Tất cả mọi người hơi sợ, nhìn nhau, một cái tiến lên cũng không có, tận lực bảo trì cùng Lưu Cảnh Minh giữa khoảng cách. Cùng lúc đó, chủ tịch trong phòng làm việc đầu, Giang Hàn Phi khí định thần nhàn ngồi ở ghế trên, trong miệng ngậm một cây nhang yên. Ót hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ. Ót, Giang Hàn Phi trong lòng vui vẻ, trên mặt càng cao hứng, cuối cùng là đem Giang Sách giải quyết rớt. Chỉ cần Giang Sách dùng dược vật, liền nhất định sẽ bị khống chế ở. Tính toán thời gian, ước đoán lúc này đã bị Lưu Cảnh Minh cho thao túng, về sau rốt cuộc không cần lo lắng cái tai họa này. Nghĩ đến đây, Giang Hàn Phi liền không nhịn được thầm vui đứng lên. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đông đông đông, đông đông đông. Ót tiến đến, ót. Giang Hàn Phi thu hồi nụ cười, trên mặt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Cửa mở ra, Thường Hướng Đông chạy vào, vẻ mặt khẩn trương nói rằng, ót không xong chủ tịch, Lưu kinh lý đã xảy ra chuyện ót. Bá. Giang Hàn Phi trong miệng ngậm yên lập tức liền rơi trên mặt đất. Hắn đều không để ý tới đi đạp tắt, nóng nảy đứng lên, chất vấn, ót Cảnh Minh xảy ra chuyện gì ót. Thường Hướng Đông vò đầu bứt tai, từ hắn có hạn từ trong kho thực sự không khơi ra hình dung Lưu Cảnh Minh hiện tại trạng thái từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể biệt hồng khuôn mặt nói rằng, ót ai nha, chủ tịch vẫn là chính ngài đi xem một chút đi. Ót, ót phế vật ót. Giang Hàn Phi lập tức đi ra phòng làm việc, ở Thường Hướng Đông dưới sự hướng dẫn. Đi thang máy đi tới lầu một phòng khách. Vừa đến phòng khách, liền thấy một đám người làm thành một vòng tròn, giống như là vây xem trò khỉ giống nhau, không biết đang thưởng thức vật gì vậy. Ót tránh ra, chủ tịch tới ót. Mọi người nhao nhao tản ra. Giang Hàn Phi xuyên qua đám người đi tới, liếc mắt liền thấy đang ở tinh thần bài hát nhiệt vũ Lưu Cảnh Minh. Ót Cảnh Minh, người ở đây làm cái gì ót? Giang Hàn Phi quát lên một tiếng lớn. Đổi thành bình thường, Lưu Cảnh Minh nhất định sợ đến đứng thẳng. Cúi đầu nhận sai, nhưng thời khắc này Lưu Cảnh Minh nhưng không có chút nào phản ứng, giống như là không có nghe thấy thông thường, vẫn còn ở tự mình khiêu vũ. Ót Lưu Cảnh Minh hót. Giang Hàn Phi lại hô một tiếng, vẫn là kết quả giống nhau. Hắn phát giác không đúng, nhận chân chân quan sát Lưu Cảnh Minh 2 phút, lúc này mới phát hiện Lưu Cảnh Minh thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc, hai mắt cũng là chỗ trống vô thần. Cảm giác này, cùng trong địa hạ thành chính là cái kia nam nhân giống nhau như đúc. Đây chính là dùng dược vật sau đó bị khống chế bộ dạng. Vấn đề là, ngoại trừ Giang Hàn Phi, người khác không có khả năng sở hữu loại thuốc này,
Lưu Cảnh Minh biết rõ dược vật lợi hại, càng không thể nào chủ động dùng dược vật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Giang Sách lặng lẽ đi ra, thật giống như vô sự người giống nhau, cố ý hỏi, Ót Lưu Kinh Lý đây là thế nào, vừa mới ở phòng làm việc của ta thời điểm, chúng ta còn có nói có cười. Hết thảy đều tốt, làm sao một cái chớp mắt, giống như là phát điên thông thường Ót. Bá! Giang Hàn Phi trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn hai mắt đỏ, phẫn hận nhìn về phía Giang Sách. Không đúng! Không đúng! Dựa theo đạo lý mà nói, thời khắc này Giang Sách cũng đã bị khống chế ở, không có khả năng còn có thể bình tĩnh như thế như thường, đầu óc cũng không khả năng rõ ràng như vậy. Cái này không bình thường. Hẳn là điên rồi không có điên, không nên điên rồi lại ngoài ý muốn điên rồi. Sự tình kết quả cùng dữ liệu hết điên đảo. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Giang Sách cũng không có dùng dược vật, mà là sử dụng một ít đặc thù thủ pháp lừa gạt mọi người, sau đó thừa dịp Lưu Cảnh Minh không chú ý, đem thuốc cho Lưu Cảnh Minh ăn. Mặc dù không biết Giang Sách là như thế nào làm được, nhưng sự thực đặt trước mắt, Giang Sách chính là làm xong rồi. Ót hỗn đản Ót! Lưu Cảnh Minh hung tợn trừng mắt Giang Sách, cặp mắt kia đều nhanh muốn phun ra lửa. Mặc dù không có nói quá nhiều, nhưng từ Giang Hàn Phi trên người bộc phát ra khí thế là có thể cảm thụ được sự phẫn nộ của hắn. Giang Sách bình tĩnh nhìn Lưu Cảnh Minh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cửu kinh xa trường, Giang Sách có thể rõ ràng cảm giác được Giang Hàn Phi sát khí trên người, có thể cảm giác được vẻ này nồng nặc đến sắp khiến người ta hít thở không thông phẫn nộ. Giang Hàn Phi là thật động sát tâm. Nhưng, thì tính sao? Giang Sách bình tĩnh như cũ nói, Ót phụ thân, ta xem Lưu Kinh Lý bệnh một chốc được không, nếu không tìm một bác sĩ nhìn Ót. Ha ha, vẫn còn ở giả bộ. Giang Hàn Phi trong đầu cái kia khí a. Biết rõ là Giang Sách động tay chân, nhưng hắn thì là không thể trước mặt mọi người bão nổi. Nếu như làm lớn lên, thành dưới đất, dược vật, khống chế sự tình sẽ bộ phận bại lộ, dưới lúc chẳng những chính hắn thân bại danh liệt. Ngay cả hắn vẫn muốn hoàn thành sự kiện kia, cũng sẽ triệt để không có cách nào khác hoàn thành. Nhẫn! Phải nhẫn! Giang Hàn Phi cắn răng nói rằng, Ót Sách Nhi nói không sai, nhanh đi tìm thầy thuốc, trước tiên đem Cảnh Minh bệnh tình khống chế được Ót. Lúc này, Thường Hướng Đông Tuyệt không hợp thời nghi nói câu, Ót Giang Phó Đồng không phải là bác sĩ sao, y thuật của hắn tương đối cao siêu, ta hà tất xá cận cầu viễn, tìm thầy thuốc khác Ót. Vốn là một câu thiện ý nhắc nhở. Ai biết? Giang Hàn Phi hướng về phía Thường Hướng Đông gầm hét lên, Ót dùng ngươi tê lắm miệng lão tử cho ngươi đi tìm thầy thuốc phải đi tìm thầy thuốc, ngươi tất tất cái gì tinh thần nhanh cút cho ta Ót. Thường Hướng Đông sợ đến đều nhanh tè ra quần rồi. Chủ tịch bình thường nói cũng không lớn tiếng như vậy, hơn nữa cho tới nay đều rất trầm trụ khí, cho tới bây giờ đều là không nhanh không chậm. Ngày hôm nay làm sao đột nhiên thay đổi tính tình? Ót là, ta lập tức đi tìm bác sĩ. Ót Thường Hướng Đông không dám trễ nãi, quay đầu rời đi. Giang Hàn Phi nhìn một chút vẫn còn ở khiêu vũ Lưu Cảnh Minh, lại nhìn một chút Giang Sách, không nói câu nào, nhưng trong ánh mắt sát ý, thật là kinh người. Không đến 10 phút, bác sĩ liền đã tới hiện trường, đem Lưu Cảnh Minh cho tạm thời ma túy sau đó đặt lên cáng cứu thương đưa đi y viện. Giang Hàn Phi theo sát phía sau, khoảng khắc cũng không dám chậm trễ. Ở trong bệnh viện, Giang Hàn Phi kiên nhẫn chờ đợi dài đến 2 giờ, rốt cục chờ đến thầy thuốc kết quả. Thế nào? Giang Hàn Phi hỏi. Ai, Lưu Kinh Lý trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn hao, đại não tức thì bị dược vật cho xâm chiếm, có thể giữ được tánh mạng coi như là thật tốt. Về sau coi như là sống, vậy cũng nhất định là si ngốc. Không phải, ta không chấp nhận. Đối với cái này dạng kết quả, Giang Hàn Phi căn bản không có thể tiếp thu. Nhưng không chấp nhận lại có thể thế nào? Bác sĩ thở dài, nhân lực không thể thắng thiên, Giang chủ tịch, xin ngài tiếp thu hiện thực. Giang Hàn Phi tuyệt vọng ngồi ở thiết bản trên cái băng. Hai tay ôm đầu, viền mắt đều đỏ, không cầm được nước mắt đi xuống. Làm sao sẽ trở thành cái dạng này? Vì có thể đối phó Giang Sách, hắn tận lực đem dược vật độ tinh khiết đề cao không chỉ gấp 3 lần. Dĩ vãng dược vật có thể khống chế tư tưởng của người ta, hiện tại độ tinh khiết đề cao không chỉ gấp 3 lần, đối với thân thể con người biết tạo thành bao nhiêu thương tổn có thể tưởng tượng. Cổ nhân nói,
không nên có tâm hại người. Nếu như không phải Giang Hàn Phi tận lực đề cao dược vật độ tinh khiết, có thể lúc này Lưu Cảnh Minh còn có được cứu trợ. Nhưng ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn. Giang Hàn Phi thống khổ dùng hai tay ôm đầu, gào khóc. Đường đường vòi nước sản nghiệp chủ tịch, thật không ngờ không để ý hình tượng lớn tiếng khóc, đủ để nhìn ra Lưu Cảnh Minh đối với hắn tầm quan trọng. Đơn giản là, Lưu Cảnh Minh không đơn thuần là hắn thủ hạ đắc lực nhất, càng bởi vì Lưu Cảnh Minh chính là của hắn thân nhi tử. Hắn cũng không phải là Giang Hàn Phi, hắn là giả mạo. Cho nên Giang Sách cũng không phải hắn thân nhi tử, nhưng Lưu Cảnh Minh bất đồng, Lưu Cảnh Minh xác xác thật thật là của hắn thân nhi tử. Chuyện này, trừ bọn họ ra hai cha con, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, trong lòng hối tiếc không thôi, nếu như không phải hắn tăng dược vật độ tinh khiết, Lưu Cảnh Minh cũng sẽ không biến thành kẻ ngu si. Là hắn tự tay tống táng hài tử tương lai. Còn a, là cha không tốt, là cha làm hại ngươi biến thành như vậy. Cha có tội a. Một người nam nhân, một cái thủ trưởng, càng là một người cha, khóc giống như một đứa bé. Hồi lâu sau, Giang Hàn Phi đột nhiên hai mắt mở, dùng góc áo lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói, không phải ta làm hại Cảnh Minh. Hại Cảnh Minh biến thành cái bộ dáng này là Giang Sách. Là Giang Sách tên khốn kiếp kia. Ta phát thệ, nhất định phải dùng Giang Sách tính mệnh tới trung hòa con ta sở tao tội. Giang Sách, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Giờ này khắc này, Giang Sách vẫn còn ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phòng làm việc của trung, đối với y viện chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Giang Sách là một danh y thuật tinh xảo bác sĩ. Sớm cũng cảm giác được phần này thuốc độ tinh khiết không giống tầm thường, lại nhìn thấy Lưu Cảnh Minh na nổi điên vậy biểu hiện. Có thể khẳng định, mặc dù đưa cho y viện, cũng là không có cách nào phục hồi như cũ. Coi như là Giang Sách tự mình xuất thủ cứu giúp, cũng không có nắm chặt chữa cho tốt Lưu Cảnh Minh. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ở ngươi muốn hại người khác trước phải cân nhắc một chút chính mình, nếu như thực lực không đủ. Vậy ngươi hành động như vậy chỉ biết hại đến chính mình, cũng sẽ không đối người khác tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lưu Cảnh Minh chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đang nghĩ ngợi, cửa ban công đẩy ra, Thường Hướng Đông thí điên chạy vào, vui vẻ nói rằng, Giang Phó Đồng, vừa mới Đàm Gia người gọi điện thoại tới, làm cho ngài đi qua một chuyến. Đàm Gia, tuy nói Đàm Gia là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng núi dựa lớn, một mực phía sau chống đỡ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Nhưng xét đến cùng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cũng không thuộc về Đàm Gia chỉ là cung cấp trợ giúp, thu hoạch thù lao mà thôi, cho nên Đàm Gia căn bản không có tư cách điều động Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhân. Lúc này Đàm Gia phá vỡ cục diện bế tắc, vì sao? Thường chủ quản, theo ta đi một chuyến. Ôi chao, tốt! Từ Thường Hướng Đông lái xe, tiễn Giang Sách đi đến rồi Đàm Gia một chỗ chi nhánh. Có phục vụ viên chuyên môn sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi, cũng cho bọn hắn bưng trà rót nước. Phục vụ cẩn thận. Thường Hướng Đông nhấp một ngụm trà, cười híp mắt nói rằng, Giang Phó Đồng, ta đoán Đàm gia chủ lần này tìm ngài, nhất định là vì rồi ngợi khen ngài gần nhất biểu hiện ưu tú. Phải. Giang Sách trong lòng cười nhạt. Đi qua hai lần trước trong điện thoại cùng Đàm Vĩnh Cửu Thắng giao lưu, Giang Sách cũng cảm giác được đây là một cái cực kỳ vì tư lợi nhân. Vô duyên vô cớ tới ngợi khen Giang Sách. Ngẫm lại cũng không thể. Hai người đang chờ, bỗng nhiên, đi từ cửa tiến đến một người mang kính mắt trẻ tuổi người. Thường Hướng Đông vừa nhìn thấy người nọ, sợ đến nhanh lên ngồi thẳng người. Hắn ở Giang Sách bên tai nhỏ giọng nói rằng, Giang Phó Đồng, cẩn thận. Người nọ là Đàm Vĩnh Cửu Thắng tôn tử Đàm Quốc Đống, tán đả, quyền anh, nhu đạo đều rất tinh thông, rất lợi hại. Bình thường cả ngày chơi bời lêu lổng, khắp nơi ở không đi gây sự khi dễ người. Người nào thấy đều rủi ro. Giang Sách nghe xong, cười ha ha, lại là một con nhà giàu. Không đợi Giang Sách đặt chén trà trong tay xuống, Đàm Quốc Đống đã đi tới. Đặt mông trực tiếp ngồi ở Giang Sách đối diện, mắt lạnh nhìn Giang Sách. Giang Sách cũng dương mắt lên nhìn về phía hắn. Mặc dù không có nhất ngôn nhất ngữ. Thế nhưng không khí của hiện trường lại khẩn trương tới cực điểm. Hai người đều là khí chàng cực kỳ mạnh mẽ người. Lúc này đối diện, giống như là sư tử cùng con cọp đối diện,
người nào trước cúi đầu người đó liền thua, song phương nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là tư thái cường giả. Nhìn nữa một bên Thường Hướng Đông, rõ ràng bị cái này hai đầu dã thú khí chàng cho chấn động ở, sợ đến lạnh run, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Song phương nhìn ước chừng được có 5 min. Giang Sách khí chàng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát mạnh, cái loại này trải qua mưa bom bão đạn, tiên huyết cọ rửa vương giả tư thế, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đàm Quốc Đống tự nhận thực lực không tầm thường, nhưng ở Giang Sách trước mặt, cũng dần dần gánh không được rồi. Ha 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 ha! Hắn nhưng thật ra thức thời, chủ động ngẩng đầu lên cất tiếng cười to, thành công hóa giải chính mình không bằng Giang Sách xấu hổ. Cười xong, Đàm Quốc Đống chỉ vào Giang Sách nói rằng, ta nghe Gia Gia nói, ngày hôm nay sẽ có một vị thực lực mạnh mẽ thanh niên nhân qua đây, vốn đang rất chờ mong, có thể thấy sau đó, cảm giác ngươi rất bình thường a. Đối mặt khiêu khích như vậy, Giang Sách đều đâu vào đấy hồi đáp, chỉ có cường giả mới có thể cảm giác được cường giả tồn tại. Ngươi đẳng cấp, còn quá thấp, tự nhiên không cảm giác. Đàm Quốc Đống sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Hảo tiểu tử, ngươi chính là người thứ nhất dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Có phải hay không cường giả, thử qua thì biết. Đàm Quốc Đống không nói lời gì, một quyền liền đập về phía Giang Sách đầu, quyền tốc chi nhanh, kình đạo mạnh, đều hoàn toàn không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nếu đổi lại là Thường Hướng Đông, một quyền này xuống phía dưới, trực tiếp liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích được. Nhưng Tu La Chiến Thần sao không chịu được như thế một kích. Đối mặt khí thế hung hăng một quyền, Giang Sách dĩ nhiên phi thường tự tin vươn hai ngón tay, một cái liền chặn Đàm Quốc Đống hung mãnh kiên cường một quyền. Lập tức phân cao thấp. N. Oanh. Đàm Quốc Đống tràn đầy tự tin một quyền, kết quả bị Giang Sách dùng hai đầu ngón tay ngăn cản xuống dưới. Trong nháy mắt mất hết mặt mũi. Phải biết rằng, một quyền này của hắn nhưng là ngay cả Ngưu đều có thể đánh chết. Nhưng bây giờ cư nhiên đập không phải đầu Giang Sách hai ngón tay. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Đàm Quốc Đống thu hồi nắm tay, vẫn là rất không phục, muốn tiếp tục ra quyền. Kết quả không đợi hắn động thủ, Giang Sách liền nhàn nhạt nói một câu, khuyên người tốt nhất buông tha. Người kế tiếp muốn sử dụng một cái hư chiêu gạt ta đi phía trái né tránh. Sau đó một cái thật quyền buồn bực chung trong lòng ta. Nhưng ở ngươi sử dụng hư chiêu thời điểm, ta cũng đã đem ngươi đánh ngất xỉu. Cái này, Đàm Quốc Đống sợ choáng váng, trực tiếp đứng lên, con người chừng lớn nhìn Giang Sách, giống như là đang nhìn yêu quái giống nhau. Ngươi là người là quỷ. Đàm Quốc Đống khó có thể tin, trong lòng mình ý tưởng cư nhiên bị đối phương hoàn toàn đoán ra. Hắn còn không có động thủ, chiêu số đã bị khám phá. Giang Sách nhẹ nhàng cười, nói rằng, kỳ thực rất đơn giản, ngươi tuy là rất cường đại. Nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng. Người sở chịu đựng huấn luyện đều quá chính quy, có nề nếp, từng chiêu từng thức, ta chỉ là xem người khởi thế cũng biết người muốn làm gì động tác. Thậm chí chỉ cần nhìn người thân thể nghiêng trình độ, cũng biết suy nghĩ của người. Với người người như vậy giao thủ vô cùng đơn giản, bởi vì người bắp thịt của ký ức không cho phép người có bất kỳ chiêu thức biến hóa, rất dễ dàng liền chế phục rồi. Đàm Quốc Đống nuốt nước miếng một cái. Ta thích cái ngoan ngoãn. Cường. Đàm Quốc Đống luyện tập các môn các phái chiêu thức, đã gặp cao thủ không có 100 cũng có 90, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ người nào có Giang Sách như vậy thực lực sâu không lường được. Người đàn ông này nhất định chính là một cái quái vật. Đàm Quốc Đống rất cung kính khom người bái thật sâu, thay đổi phía trước kiệt ngạo thái độ, khách khí nói rằng, Giang tiên sinh tài nghệ phi phàm, lớp của ta môn lộng phủ rồi. Giang Sách vi vi khoát tay chặn lại, luận bàn mà thôi, không cần lo lắng. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, Thường Hướng Đông vẻ mặt mộng bức, vừa mới không trả lại kiếm dương nỏ trương, một bộ ngươi chết ta sống bộ dạng sao. Làm sao chỉ chớp mắt liền tương kính như tân đâu. Thái độ biến hóa không khỏi cũng quá nhanh a. Như loại này giữa các võ giả sự tình, Thường Hướng Đông là căn bản náo không hiểu. Bất quá. Cái này không gây trở ngại hắn đối với Giang Sách sùng bái. Có thể nói ba xạo liền đem Đàm Quốc Đống đầu này mãnh thú cho dọn dẹp dễ bảo, na há là một người như vậy có thể làm được. Giang Sách, thần. Lúc này, Đàm Quốc Đống từ trong lòng lấy ra một viên nhẫn đưa cho Giang Sách.
Giang Sách nhận lấy cũng dò hỏi, đây là cái gì? Đàm Quốc Đống nói rằng, ngươi lần trước trong điện thoại theo ta Gia Gia đề cập tới, muốn Gia Gia tán thành ngươi ở đây Thịnh Vui khoa học kỹ thuật thân phận địa vị. Cái giới chỉ này, chính là đối với ngươi tán thành. Sở hữu cái giới chỉ này nhân, chính là Gia Gia sở công nhận người. Về sau, mặc kệ ngươi gặp phải dạng phiền toái gì, chúng ta Đàm Gia đều sẽ xuất thủ tương trợ. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, chúng ta Đàm Gia mỗi một lần trợ giúp, đều phải cần vàng ròng bạc trắng hồi báo. Tựa như bây giờ Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, chúng ta Đàm Gia không ngừng nhắc đến cung trợ giúp, tương ứng, Giang Hàn không phải hàng năm đều phải nộp lên đại lượng, cống phẩm. Ha ha! Giang Sách trong lòng cười nhạt. Loại hành vi này không phải là thu bảo hộ phí sao? Thoạt nhìn rất cao thượng, trên thực tế lạn tục rất. Xem ra, hay là ba gia tộc lớn, làm đều không phải là chuyện gì tốt. Giang Sách thu hồi nhẫn, cảm tạ Đàm gia chủ hảo ý, cáo từ. Nói xong, Giang Sách uống xong trong tay trà, đứng dậy rời đi, Thường Hướng Đông lập tức hấp ta hấp tấp đi theo. Nhất Khắc cũng không dám cùng Giang Sách xa nhau. Trở về đến trên xe sau đó, Thường Hướng Đông phi thường bất mãn nói, cái này Đàm Quốc Đống cũng thật là. Đi cai ngón tay liền đi cai ngón tay nha, hà tất đem bầu không khí khiến cho khẩn trương như vậy. Đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Giang Sách khẽ lắc đầu, nói rằng, ngươi cho rằng chiếc nhẫn là dễ cầm như vậy sao? Nếu như vừa mới ta bại bởi Đàm Quốc Đống, không riêng lấy không được nhẫn. Có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài đều là hồi sự. A, dọa người như vậy sao? Ngươi cho rằng đâu? Thường Hướng Đông nuốt nước miếng một cái, sợ không thôi, hoàn hảo thắng là Giang Sách, bằng không ngày hôm nay mạng nhỏ liền thông báo. Đạp cần ga một cái, Thường Hướng Đông lái xe mang Giang Sách ly khai. Cửa. Đàm Quốc Đống nhìn Giang Sách xe đi xa, hai tay cắm vào túi tiền, lẩm bẩm, Giang Sách, thật là có mấy lần. Lúc này, một gã đầu tóc bạc trắng lão giả từ sau cửa đi ra, đưa tay khoác lên Đàm Quốc Đống trên vai, nói rằng, làm sao, từ trước đến nay tự phụ vô địch thiên hạ Đàm gia cậu ấm, cũng phục nhuyễn. Đàm Quốc Đống nhíu nhíu mày, rất muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Hắn cười khổ một tiếng, nói rằng, ra ra, lúc này đây ta là không phục không được a, có Giang Sách ở, về sau ta nhiều lắm tranh một chuyến thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ này đệ nhất bảo tọa, kiếp này không có duyên với ta Lạc Tương Đương. Đứng ở sau lưng hắn, chính là bây giờ chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩnh Cửu Thắng. Vừa mới phát sinh nhất mạc mạc, đều bị lão gia tử nhìn chân chân thiết thiết. Đàm Vĩnh Cửu Thắng sờ sờ râu mép, tiếp tục hỏi, Na Quốc Đống, ở nơi này một hồi Thịnh Vui khoa học kỹ thuật phân tranh trong, người cảm thấy gia gia ta hẳn là đứng ở bên nào? Là đứng Giang Hàn không phải? Vẫn là đứng Giang Sách. Đàm Quốc Đống cười ha ha, bên kia cũng không đứng, để cho bọn họ ngao cỏ tranh nhau, mà chúng ta ngựa ông đắc lợi. Cuối cùng bọn họ song phương ai có thể sống sót, đều xem chính bọn hắn bản lĩnh. Không có năng lực, đáng đời đi tìm chết. N. Đàm Vĩnh Thắng có chút vui mừng nhìn Đàm Quốc Đống, sờ sờ râu mép, mừng rỡ nói rằng, Quốc Đống, mọi người đều nói người hữu dũng vô mưu. Chỉ có Gia Gia biết ngươi là trí dũng song toàn. Đàm Quốc Đống khinh thường nói, ngoại giới này thất phu biết cái gì. Đối phó người bình thường, nắm tay là đủ rồi, còn cần phải theo chân bọn họ tính toán sao? Đàm Vĩnh Thắng gật đầu, trở lại trọng tâm câu chuyện tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy Giang Sách cùng Giang Hàn Phi, ai có thể thắng? Đúng vậy. Đàm Quốc Đống phân tích nói, Giang Sách tài năng chúng ta thấy được. Rất mạnh, nhưng Giang Hàn Phi con cáo giả kia cũng không phải tỉnh du đích đăng. Bất quá không sao cả, hai người bọn họ người nào thắng, đều có thể dẫn dắt Thịnh Vui khoa học kỹ thuật trở nên càng mạnh. Ra ra, mục đích của chúng ta kỳ thực rất đơn giản, chính là đem Thịnh Vui khoa học kỹ thuật nuôi càng mập, chúng ta mới có thể ăn càng nhiều. Nếu hai người bọn họ đều có thể đem con này, heo, cấp dưỡng càng mập, người đó đảm đương chủ tịch lại có cái gì cái gọi là... Bất kể là Giang Sách vẫn là Giang Hàn Phi, chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền, Đàm gia sẽ không tính toán. Đàm gia chỉ biết tính toán một việc tiền kiếm không đủ. Bất quá, Đàm Quốc Đống cau mày nói rằng, Giang Hàn Phi cùng Giang Sách không phải hôn phụ tử sao? Tại sao phải đến tai nông nỗi này? Đàm Vĩnh Thắng nở nụ cười, hôn phụ tử thì như thế nào?
Bọn họ gần 10 năm không gặp mặt rồi, nói không chừng sớm đã không còn tình phụ tử rồi. Vì quyền lợi, coi như là phụ tử, cũng sẽ thao đao tương hướng. Đàm Quốc Đống lắc đầu, thực sự là hai người cặn bã a. Được rồi, không đề cập tới bọn họ, trở về làm việc. Đã biết, hai người trở về nhà tử. Ở đi vào trong quá trình, Đàm Quốc Đống trải qua to lớn cửa sổ thủy tinh trước, hữu ý vô ý quay đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên dừng bước lại. Làm sao vậy? Đàm Vĩnh Thắng hỏi. Đàm Quốc Đống không nói lời nào, chính là nhìn trong gương chính mình. Đàm Vĩnh Thắng vui vẻ, người không phải như thế tự luyến a. Xem mình cũng có thể xem ngây dại. Đàm Quốc Đống khẽ lắc đầu, chỉ vào trong gương tự nói thật ra, ta còn thực sự không thế nào yên lành đoan trang qua chính mình, hiện tại chợt vừa nhìn, làm sao cảm giác? Cảm giác còn rất đẹp trai. Không phải. Vậy ngươi muốn nói điều gì? Ra ra, ngươi sẽ không cảm thấy ta theo Giang Sách. Giống nhau đến mấy phần sao? Ân. Trải qua Đàm Quốc Đống một nhắc nhở như vậy, Đàm Vĩnh Thắng cũng bỗng nhiên phát hiện sự thật này. Từ ngay từ đầu nhìn thấy Giang Sách, Đàm Vĩnh Thắng thì có một loại cảm giác thân thiết, nói không được là vì cái gì. Hiện tại rốt cuộc minh bạch là vì cái gì, bởi vì Giang Sách cùng Đàm Quốc Đống thực sự quá giống. Nếu như Đàm Quốc Đống đem dâu mép cho cạo này lời nói, vậy cùng Giang Sách đoán chừng phải giống nhau đến 7 phần. Đầu, vóc người, tướng mạo, đều cơ hồ không sai biệt lắm. Vừa khớp, Đàm Quốc Đống nói rằng, đại thế giới vô kỳ bất hiếu, không nghĩ tới ta cư nhiên sẽ cùng Giang Sách dáng dấp tương tự như vậy, không chú ý nhìn, ước đoán còn nhìn lầm rồi. Đàm Vĩnh Thắng cũng nhíu nhíu mày. Đúng là có điểm quá mức giống nhau rồi. Nhưng ngoại trừ vừa khớp ở ngoài, tựa hồ cũng tìm không được lý do nào khác a. Đàm Vĩnh Thắng vỗ vai hắn một cái bàng, không nên suy nghĩ lung tung, người cùng Giang Sách không có quan hệ thế nào, đi thôi. Là, ra ra, bên kia, Giang Sách ngồi Thường Hướng Đông xe trở về công ty. Lái xe đến phân nửa, Thường Hướng Đông hữu ý vô ý nhìn Giang Sách. Người một mực quỷ quỷ túy túy nhìn ta làm gì? Giang Sách hỏi. Cái kia. Giang Phó Đồng, ta cảm thấy cho ngươi tướng mạo có một chút. Có một chút cái gì? Có một chút cùng Đàm Quốc Đống dáng dấp tương tự. À, Giang Sách sửng sốt một chút, chuyện này hắn nhưng thật ra còn không có làm sao phát hiện, vì vậy hắn hướng về phía cái gương nhìn một chút, khoan hãy nói, nếu như đem dâu mép cho lưu dài quá, thật vẫn giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng đây cũng có thể nói rõ gì đây? Giang Sách khoát tay áo. Trên đời này lớn lên giống nhiều người đi, ta theo hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần có lại cái gì tốt đại kinh tiểu quái. Ngạch, nói cũng phải. Giang Sách là Giang Hàn Phi con trai, mà Đàm Quốc Đống là Đàm Vĩnh Thắng tôn tử, giữa bọn họ như thế nào khả năng kéo trên quan hệ thế nào. Đàm Quốc Đống cha mẹ của đều ở nước ngoài sinh hoạt. Giang Hàn Phi từ thê tử sau khi chết, sẽ thấy cũng không có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào. Thấy thế nào? Hai người bọn họ cũng không thể có cái gì liên lụy, duy nhất quan hệ, cũng chính là Đàm gia cùng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật quan hệ mà thôi. Đoán chừng là thực sự suy nghĩ nhiều. Sắc trời bắt đầu tối. Giang Sách trở lại công ty sau đó, liền đổi xe trở về tại sao Tây Nhai 556 hảo biệt thự. Vừa xong ra, mặc cho chỉ Lan liền khẩn trương qua đây hỏi, Sách Nhi, ta nghe bảo hôm nay trong công ty ngoại trừ lớn tình trạng. Lưu Cảnh Minh hắn đột nhiên nổi điên, đây là chuyện gì a? Giang Sách một bên cởi áo khoác xuống vừa nói, bởi vì ta gần nhất một loạt động tác vô cùng cấp tiến, bức bách hắn giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Lưu Cảnh Minh muốn động thủ với ta, bị ta, giết ngược, rồi mà thôi. Là như thế này a? Mặc cho chỉ Lan thở dài, không nghĩ tới nhìn qua tư tư văn văn Lưu Cảnh Minh, thật là phần tử xấu. Được rồi, Sách Nhi. Ngươi làm như vậy nhất định sẽ đắc tội cái kia hàng giả a. Giang Sách gật đầu, đúng vậy, nếu như không phải người nhiều lắm, na hàng giả hầu như muốn nhịn không được động thủ giết ta. Trời ạ, quá nguy hiểm, Sách Nhi ngươi phải chú ý an toàn. Ta biết rồi. Giang Sách ngồi xuống, cừu trắng đi tới nói rằng, thống suất, cổ trùng sẽ đào tạo hoàn thành, 12 hoàng kim cũng đã tập kết hoàn tất, tùy thời chuẩn bị phát động tổng công kích sau cùng. Ân. Giang Sách tựa vào sofa trên lưng, thì thào nói rằng, hàng giả mất đi Lưu Cảnh Minh như vậy một vị trợ thủ đắc lực,
ắt sẽ đối với ta tiến hành trả thù. Nếu như chỉ là trả thù ta còn không sợ, chỉ sợ sẽ đem lửa giận phát tiết đến cha ta trên người. Được nhanh hơn động tác, cổ trùng sẽ ở hậu thiên ấp ra tới, dưới lúc, cha ta hạ lạc cũng sẽ nổi lên mặt nước. Cứu người hành động, nhất định phải nhanh. Cừu trắng gật đầu, ta sẽ an bài. Nói, Giang Sách lại nghĩ tới Thường Hướng Đông lời nói kia, nhịn không được hỏi, cừu trắng, người đối với Đàm gia hiểu bao nhiêu? Cừu trắng nói rằng, không nhiều lắm. Căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, Đàm gia ở kinh thành đã cắm rễ trên trăm năm, tư lịch, mạng giao thiệp, tiền tài, vòng tròn, đều vô cùng thâm hậu. Đàm gia quan tâm nhất một chữ tiền. Đàm gia, là ba gia tộc lớn trong giàu có nhất gia tộc. Giang Sách sờ cằm một cái. Nhìn như vậy đứng lên, Đàm gia dường như với hắn quả thực kéo không hơn quan hệ. Còn nữa nói, hắn họ Giang, lại không phải họ Đàm. Coi như muốn dính líu quan hệ cũng rất khó, nếu như nói cùng ba gia tộc lớn Khương gia có quan hệ vậy còn có thể kéo xé ra, dù sao, Giang, cùng, Khương, phát âm còn rất giống như. Mà, Giang, cùng, Đàm, liền cực kỳ xa rồi. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Quên đi, những thứ này chuyện loạn thất bát tao sẽ không suy tính, hiện nay là tối trọng yếu chính là đem phụ thân cứu ra. Hậu thiên, chính là quyết định vận mạng thời khắc. N. Kinh thành vùng ngoại thành, một chỗ vườn trái cây căn phòng nhỏ cửa, đậu một chiếc tầm thường hắc sắc xe con. Cửa mở ra, đi ra là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch. Hắn đứng ở cửa hơn 10 giây, chỉ có tự tay đẩy cửa ra đi vào. Bên trong phòng lắp đặt thiết bị phi thường xa hoa, cùng phía ngoài rách nát không chịu nổi bày biện ra lưỡng chủng cảm giác hoàn toàn bất đồng, đồng thời, ở nhà ở chỗ sâu trong có một giường lớn, đang nằm một người trung niên nam tử. Không là người khác, chính là vẫn bị giam lỏng Giang Hàn Phi. Hàng giả đi tới bên giường ngồi xuống, tự tay từ giỏ trái cây bên trong xuất ra một viên quả táo, một bên gọt trái táo vừa nói, ta biết ngươi đã khôi phục ý thức, trong khoảng thời gian này cũng không có cho ngươi dùng thuốc, ngươi không cần làm bộ giấc ngủ. Trên giường Giang Hàn Phi mở hai mắt ra. Tuy là khôi phục ý thức, nhưng thân thể vẫn tương đối suy yếu, muốn ngồi xuống rất khó. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, người sao lại thế tốt bụng như vậy, chủ động tới xem ta một người tàn phế. Tàn phế, không phải, người cũng không thể biến thành tàn phế. Người nếu như biến thành tàn phế, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật làm sao còn phát triển? Ta đại kế còn như thế nào hoàn thành? Hàng giả buông dao gọt trái cây, cắn một cái quả táo, mùi vị không tệ. Vừa nhai lấy. Hắn vừa nói, thân thể của ngươi lúc đầu đều đã bị hỏng, rất nhiều bác sĩ đều thúc thủ vô sách, mắt thấy sẽ chết. Ngươi biết là ai đem ngươi từ kề cận cái chết kéo trở về sao? Giang Hàn Phi lạnh lùng nói rằng, ta cũng không muốn biết là ai đã cứu ta, bởi vì ta nếu như cứ như vậy chết, nói không chừng mới là kết cục tốt nhất. Không nên nói như vậy nha, nếu như ngươi chết, ta về sau ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Hàng giả dừng một chút. Phi thường đột ngột nói rằng, cứu ngươi người, tên là Giang Sách. Cùm cụp. Rõ ràng có thể cảm giác được giường chiếu chấn động vài cái. Nguyên bản không tranh quyền thế, một lòng muốn chết Giang Hàn Phi, đột nhiên trở nên kích động. Sách Nhi. Đúng vậy, hàng giả nói rằng, hiện tại hắn ở Thịnh Vui khoa học kỹ thuật công tác. Giang Sách thực sự rất lợi hại, hắn nhìn thấu ta là giả. Đây là tự nhiên. Nào có con trai nhận sai phụ thân. Không chỉ như vậy, con trai bảo bối của ngươi thủ đoạn cao minh vô cùng, cư nhiên đem ta con trai Lưu Cảnh rõ ràng cho biến thành si ngốc. A, Giang Hàn Phi kinh ngạc ngoáy đầu lại nhìn hàng giả. Lúc này mới phát hiện, thì ra hàng giả mắt đã sớm khóc đỏ, trên mặt cũng có sâu đậm lệ ngân. Ai, vốn là đồng căn sâu, lẫn nhau dán cần gì phải quá mau. Giang Hàn Phi nói rằng, Hàn Tầm. Kỳ thực chúng ta vốn không nên như vậy. Chúng ta là người một nhà, thật vui vẻ sinh hoạt không tốt sao? Tại sao muốn lẫn nhau tàn hại? Thì ra, hàng giả tên là Giang Hàn Tầm. Hắn đem ăn còn dư lại quả táo ném vào giỏ rác, cười lạnh một tiếng, tại sao phải biến thành như vậy ngươi không rõ ràng lắm sao? Nếu như không phải ngươi lần nữa cự tuyệt ta, ngăn cản ta, ta phải dùng tới sử dụng cực đoan như vậy thủ đoạn. Hiện tại ngay cả ta con trai đều liên lụy vào, ta càng là không có khả năng quay đầu lại.
ta đại kế tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bất quá, đang hoàn thành đại kế trước, ta muốn trước xử lý xong Giang Sách con này chướng mắt côn trùng có hại, thay ta Nhi Cảnh rõ ràng báo thù. Nằm ở trên giường Giang Hàn Phi lòng nóng như lửa đốt, Hàn Tầm, ngươi không thể đối Sách Nhi động thủ. Giang Hàn Tầm nhún vai, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không muốn làm như vậy, ta đã cho hắn cơ hội, ta hy vọng hắn cầm tiền chuồn mất, không muốn cùng kinh thành dính líu quan hệ. Nhưng hắn không theo, không nên cha không nên cha, hiện tại đem ta con trai làm cho thành si ngốc, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua hắn sao? Giang Sách, ta là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, đợi tin tức của ta a. Ca. Giang Hàn Tầm đứng dậy đứng lên, cũng không để ý Giang Hàn Phi như thế nào giữ lại, một câu đều nghe không vào đi. Hắn cùng Giang Sách, chỉ có thể có một sống. Trở lên xe. Trợ lý đem điện thoại đưa tới, chủ tịch, thành dưới đất tướng quân Thiên Diệt gọi điện thoại tới. Giang Hàn Tầm nghe điện thoại. Uy. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thô thanh thô khí thanh âm, chủ tịch, thành dưới đất lực lượng đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể phát động tiến công. Tốt, đem người đều an bài đến tốt, tùy thời nghe xong điều khiển của ta. Tuân mệnh, cúp điện thoại. Giang Hàn Tầm thuận tay đem điện thoại ném ở chỗ ngồi, tự tay móc ra một cây nhang yên châm lửa, trong lòng yên lặng tính toán. Lúc này đây, hắn muốn cùng Giang Sách chính diện giao phong. Cần phải làm được nhanh, chuẩn, ngoan. Giang Sách gian trá, hắn chính là lãnh giáo qua. Cắt không thể sơ suất. Bây giờ Giang Sách, không phải là Giang Nam khu người tổng phụ trách, cũng không phải Tây Kỳ Tu La chiến thần, tuy là còn treo móc danh hào, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một hư danh mà thôi, không có thực quyền. Vậy ý nghĩa, hắn điều động không được bất kỳ thế lực nào. Giang Hàn Tầm bắn dưới khói bụi. Ta bên này. Thành dưới đất thủ vệ thế lực là ta nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, số 100 người, mỗi tháng đều thực hành một vị đào thải chế định, lưu lại toàn bộ đều là tinh anh. Lấy một địch 10, không vấn đề chút nào. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày, ta vẫn tiêu hao đại lượng tiền tài nuôi bọn họ, vì chính là một ngày kia có thể sử dụng bọn họ giúp ta diệt trừ cản trở. Giang Hàn Tầm phun ra một ngụm vòng khói, lúc đầu cái này 100 người là vì hoàn thành ta đại kế mà chuẩn bị. Giang Sách, người có thể chết tại đây 100 người trong tay, coi như là rất có mặt mũi. Cái này 100 người, mỗi người kiêu dũng thiện chiến. Đặc biệt tướng quân Thiên Diệt, càng là có một kẻ làm quan thực lực, sự mạnh mẽ khó có thể dự đoán. Từ Giang Hàn Tầm nhận lấy Thiên Diệt một khắc kia trở đi, sẽ chả chưa nhìn thấy qua hắn thực lực chân chính, bởi vì căn bản là không có người có thể để cho hắn phát huy ra thực lực chân chính. Có như thế cường tướng. Phối hợp 100 danh tinh binh, đối phó một cái quang can tư lệnh đoán chừng là dư giả. Giang Hàn Tầm vứt bỏ tàn thuốc, lạnh lùng nói rằng, Giang Sách, hảo hảo quý trọng trước mắt thời gian A, mạng của ngươi, ta dự định hạ. Hắn vung tay lên, lái xe. Xe nghênh ngang mà đi. Tại sao Tây Nhai 556 hào, Giang Sách đã ở làm sau cùng bộ thự? Đầu tiên hắn làm điều thứ nhất. Chính là đem Mặc Cho Chỉ Lan cho an bài vào một cái địa phương bí ẩn, bảo đảm nàng sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thứ nhì, Giang Sách còn triệu kiến một cái người hết sức đặc biệt phi kê. Những ngày qua, đêm cầm nhân vẫn cầm Giang Sách tiền, từ Giang Sách nuôi, không riêng áo cơm không lo, còn làm rất nhiều người tốt chuyện tốt, danh tiếng được rồi, người cũng vui vẻ. Phi cầm từ trên xuống dưới đều đối với Giang Sách mang ơn. Giờ khắc này, phi kê đi tới Giang Sách trước mặt, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thay đổi những ngày qua chán trường cùng âm lãnh. Giang tiên sinh, ngài tìm ta thập sao sự tình. Giang Sách trầm mặc khoảng khắc, có chút hơi khó nói rằng, tìm ngươi tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Này, ngài muốn tìm ta hỗ trợ, trực tiếp phân phó là tốt rồi, không cần khách khí như vậy. Không phải, phi kê, lúc này đây ta để cho ngươi giúp một tay. Rất có thể sẽ cho toàn bộ phi cầm mang đến tai họa ngập đầu, người có thể tuyển trẻ cự tuyệt. Phi kê khoát tay lia lịa, Giang tiên sinh ngươi không khỏi quá coi thường ta phi gà. Ta phi kê há là cái loại này hạng người ham sống sợ chết. Là Giang tiên sinh ngươi cho chúng ta một lần nữa làm người cơ hội, để cho chúng ta cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Phần ân tình này, ta phi kê nguyện ý lấy mệnh tới trả. Giang Sách có chút cảm động.
cái niên đại này có thể đem tính mệnh bất cứ giá nào nhân đã không nhiều lắm. Hắn gật đầu, nói rằng, đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là theo dõi một con hồ điệp. Quát! Phi Kê cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề, liền vội vàng hỏi, để cho ta theo dõi một con hồ điệp. Hồ điệp, là ai a? Giang Sách mỉm cười, vung tay lên, cừu trắng từ giữa phòng xuất ra một cái thủy tinh hộp, ở bên trong có một con lẳng lặng nằm trùng nhộng. Thời khắc này trùng nhộng đã phi thường mập sưng, tùy thời muốn phá kén thành bướm cảm giác. Ngươi ở đây yên lành nhìn con này trùng nhộng, đến khi nó phá kén thành bướm sau đó, ngươi liền theo nó. Nhớ kỹ, nhìn chòng chọc chết. Cuối cùng hồ điệp đình rơi địa phương, chính là ngươi muốn tìm kiếm địa phương. Chỗ đó biết khả năng cũng không tốt đi vào, ngươi cần nhiều chọn người xông vào, đến lúc đó đại khái suất sẽ phát sinh chuyện máu me. Nghe rõ chưa? Phi Kê cười ha ha, cái này còn có cái gì nghe không rõ? Không phải là theo dõi con này hồ điệp, sau đó mang người xông vào nó dừng lại địa phương sao? Giang Sách gật đầu. Đi, nếu nghe rõ, vậy ngươi liền ở lại chỗ này nhìn con này hồ điệp. Đêm đêm cầm người đều gọi tới a, một mình ngươi không giải quyết được. Phi Kê bỉ hoa một cái, ok, đích thủ thế, giao cho ta là được. Giang Sách lưu lại Phi Kê một người, sau đó mang theo cừu trắng ly khai biệt thự, đi theo còn dư lại 11 hoàng kim tập hợp. Từ đêm cầm tới hấp dẫn hỏa lực, phá khai, cửa thành, lại do 12 hoàng kim phụ trách cứu người. An bài như thế vô cùng đơn giản nhưng cũng cao vô cùng hiệu. Thị phi thành bại, thì nhìn ngày mai rồi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Một đêm này, phá lệ an tĩnh đến có thể thanh thanh sở sở nghe được trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu vang. Mọi người cũng đều chìm vào giấc ngủ. Đại lâu chỗ cao, Giang Sách nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, đợi đại chiến mở màn. Ở phía sau hắn đứng 12 cái nam nhân. 12 hoàng kim. Rốt cục, ở đáng kể trong khi chờ đợi, đông phương bầu trời sáng lên, tảng sáng đã tới. 556 hào trong biệt thự con kia trùng nhộng, theo bầu trời tia sáng nở rộ, cũng phá khai rồi trùng kén, một con tân sinh hồ điệp từ kén trung bay ra. Ở nếm thử mấy lần huy động cánh sau đó, con kia hồ điệp bay. Từ đại môn bay ra, một đường hướng đông. Truy. Phi Kê lập tức lên xe. Mang theo thuộc hạ nhân đuổi theo con kia hồ điệp. Thực sự là chỉ xinh đẹp hồ điệp. Cánh của nó màu sắc rực rỡ, lúc lên lúc xuống huy động, trải qua sáng sớm ánh mặt trời chiết xạ, lóng lánh mắt sáng quang mang. Đó là sinh mạng tượng trưng, đó là tốt đẹp chính là sinh ra. Bay đi, hồ điệp. Phi Kê lái xe theo ở phía sau, lúc đầu vẫn là nhựa đường đường cái, phía sau lái qua một đoạn đường nhỏ. Lui về phía sau nữa hồ điệp không theo lẽ thường xuất bài, đều ở một ít tình cảnh, lạch ngòi, trong bụi cỏ phi. Xe là không có biện pháp đuổi kịp. Phi Kê từ trên xe nhảy xuống tới, trực tiếp dùng hai chân chạy. Đạp lên tình cảnh, lướt qua lạch ngòi, bước qua bụi cỏ, đem mình làm cho toàn thân bẩn thỉu, cũng không để ý quăng ngã bao nhiêu té ngã, ánh mắt nhất khắc cũng không dám ly khai con kia hồ điệp. Hắn, mệt mỏi thở hồng hộc. Rốt cục, ở dài đến hơn 2 giờ truy đuổi sau đó, Phi Kê theo con kia hồ điệp đi tới một mảnh vườn trái cây trước. Con kia hồ điệp xuyên qua một cánh cửa sổ, bay vào trong vườn trái cây một gian nhìn qua rách dưới phòng ốc. Chính là chỗ này rồi. Phi Kê lập tức cho thủ hạ gọi điện thoại, gửi đi vị trí cụ thể, thông chi hết thảy nhận thức đều đuổi chặt qua đây. Xử lý xong sau đó, hắn không kịp đợi chính mình tiên triều lấy vườn trái cây cửa đi tới. Đứng lại. Đang làm gì? Không đợi Phi Kê tới gần, thì có vài tên vườn trái cây nhà vườn xông tới, mỗi người trong tay đầu đều cầm cái cuốc, sẻng, khí thế hung hăng dáng vẻ. Phi Kê dừng bước lại, chỉ vườn trái cây, cười ha hả nói, ta là đi ngang qua, xem bên trong dáng dấp quả nho, ô mai tốt giống như ăn ngon lắm dáng vẻ, để cho ta đi vào trích một điểm A. Nhà vườn quả đoán cự tuyệt, đi một chút đi, không đếm xỉa tới ngươi. Biệt giới A, ta là thực sự khát nước. Phi Kê móc ra hai tờ mới tinh tiền, nơi này có 200 khối, quá nhiều A. Để cho ta trích một điểm, liền trích một điểm. Nhà vườn nhóm không nhịn được nói, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Đi nhanh lên, chúng ta không làm buôn bán của ngươi. Phi Kê nóng nảy, nào có các ngươi như vậy,
mở vườn trái cây còn không việc buôn bán. Các ngươi là kẻ ngu si sao? Ngươi nói thế nào đâu? Này nhà vườn quơ đầu búa sẽ đánh phi kê, hắn mắt thấy tình thế không đúng, nhanh lên Lưu mở. Hắn núp ở phía xa nhìn vườn trái cây, lẩm bẩm, trong này nhất định đại hữu văn chương. Hanh, hiện tại không cho ta đi vào đừng lo, chờ ta các huynh đệ đến đông đủ, lão tử liền xông vào, gặp các ngươi mấy lão già có thể đem ta làm sao bây giờ. Hắn thẳng thắn ngồi ở đại thụ dưới, một bên nghỉ ngơi một bên đợi thủ hạ chính là đến. Cùng lúc đó, ở Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch trong phòng làm việc, Giang Hàn Tầm ngồi ở ghế trên hút thuốc. Một cây tiếp lấy một cây. Ngày hôm nay sẽ đối Giang Sách thực hành tổng tiến công, trong lòng của hắn thật là khẩn trương. Đột nhiên, vài tiếng nặng nề tiếng đập cửa truyền đến. Tiến đến, môn đẩy ra, trợ lý vội vã đi tới nói rằng, chủ tịch không xong, xảy ra vấn đề rồi. Giang Hàn Tầm lãnh tĩnh hỏi, trạng huống gì? Giang Sách mất tích. À, Giang Sách ngày hôm nay chưa có tới đi làm, cũng không ở 556 hào bên trong biệt thự, điện thoại di động, tin tức gì gì đó toàn bộ đóng cửa, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Không riêng gì hắn, ngay cả Mặc Cho Chỉ Lan cùng với Cửu Trắng cũng đều không thấy. Giang Hàn Tầm nặng nề hít một hơi thuốc lá. Sao như vậy? Tuy nói hắn chuẩn bị đối phó Giang Sách, thế nhưng hết thảy đều đang bí mật trong tiến hành. Dựa theo đạo lý mà nói Giang Sách không có khả năng trước giờ biết được tin tức. Thế nhưng cũng chưa chừng tiết lộ phong thanh. Giang Sách trốn đi, cái này hơi rắc rối rồi, muốn thế nào tìm được hắn đâu. Đang nghĩ ngợi, một gã khác trợ lý chạy vào. Chủ tịch, vườn trái cây bên kia xuất hiện tình trạng. Cái gì? Vừa mới có một gã qua đường người muốn đi vào, bị người của chúng ta cản lại, sau lại tra ra người kia dĩ nhiên là đêm cầm phi kê. Mặt khác, mai phục tại phụ cận cơ sở ngầm phát hiện có rất nhiều đoàn xe đang ở chạy đi vườn trái cây, cũng giống ban đêm cầm nhân. Giang Hàn Tầm lập tức liền đứng lên. Đêm cầm. Ta nhớ được cái tổ chức này là bị Giang Sách cho tuần phục. Đêm cầm đi vườn trái cây, đây cũng là ý nghĩa Giang Hàn không phải là hành tung đã bại lộ, Giang Sách chuẩn bị động thủ cướp người rồi. Giang Hàn Tầm thật là kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Giang Sách cư nhiên sẽ tìm được vườn trái cây, đến tột cùng Giang Sách là sử dụng dạng gì phương pháp, mới tìm được Giang Hàn không phải là hạ lạc. Bất quá bây giờ phương pháp gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là kiên quyết không thể làm cho Giang Sách đem người cứu đi, bằng không tất cả chơi xong. Giang Hàn Tầm lời lẽ nghiêm khắc nói rằng, nếu muốn cứu người, Giang Sách liền nhất định phải hiện thân. Cải lương không bằng bạo lực, dứt khoát một chút. Đem vườn trái cây trở thành là sau cùng chiến trường. Nhìn là ngươi Giang Sách nhân mã hoàn mỹ, hay là ta Giang Hàn Tầm binh mã cường tráng. Truyền lệnh xuống, thành dưới đất 100 dũng sĩ, lập tức điều đi vườn trái cây, thể sống chết bảo trụ Giang Hàn không phải. Phi kê ở vườn trái cây phụ cận đi vòng vo được có hơn 10 phút, rốt cục nghe được liên tiếp xe tiếng oanh minh. Rốt cuộc đã tới. Hắn hưng phấn đi tới giữa đường. Này bạch sắc diện bao xa đều ngừng xuống tới. Cửa xe mở ra, mỗi một chiếc xe tất cả xuống 7-8 người, tổng cộng cộng lại được có hơn 30 người, là cả đêm cầm toàn bộ thành viên nòng cốt. Các huynh đệ, chúng ta trong ngày thường bị Giang tiên sinh chiếu cố. Ngày hôm nay, là chúng ta báo ân lúc. Theo ta sát thiến đi. Phi kê vùng cánh tay hô lên, đêm cầm những người đó liền toàn bộ đều kích động đi theo phía sau hắn. Những người này trước đây đều là đánh lộn đấu ngoan nhân vật, trong xương đầu thì có một loại tà khí kính nhi, trong khoảng thời gian này bởi vì Giang Sách nguyên nhân vẫn đang làm người tốt chuyện tốt, đem này tà khí đều chế trụ. Càng là áp chế, thì càng muốn phát tiết. Ngày hôm nay, chính là bọn họ hảo hảo phát tiết cơ hội, mặc dù không phải là vì báo đáp Giang Sách ân tình, cũng có muốn đánh nhau một nhóm người biết nguyện ý tham dự lần hành động này. Không vì cái gì khác. Đơn giản là bọn họ tốt một hớp này. Một nhóm lớn người cầm khảm đao, thiết côn, hạo hạo đáng đáng đi tới vườn trái cây cửa. Này nhà vườn cầm cái quốc tiến lên đón. Các ngươi muốn làm gì? Nhà vườn lúc này giọng nói chuyện rõ ràng thay đổi, không bằng trước vậy kiên cường. Làm cái gì? Phi kê cười ha ha, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ngày hôm nay, ta cần phải ăn được trong vườn cây hoa quả không thể. Các huynh đệ.
giết cho ta đi vào. Nhà vườn luống cuống. Mấy người bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được như thế một đám lớn người. Nhưng bọn hắn cũng không có thể cho phép cất cánh kê đám người đi vào. Một gã nhà vườn vội vàng nói, đừng đừng đừng, các ngươi không phải là muốn ăn hoa quả sao? Thành, ta sẽ đi ngay bây giờ bên trong trích, các ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho các ngươi trích cái gì, không lấy tiền, thế nào? Phi kê vui vẻ. Người nọ là đang giả ngu hay là thật ngốc? Đến trình độ này, chẳng lẽ còn không nhìn ra phi kê bọn họ mục đích thật sự? Hắn cười ha ha, ngươi cho chúng ta trích. Ha ha, lão tử liền thích chính mình trích, các huynh đệ xông vào cho ta. Đừng! Các ngươi không thể đi vào. Dừng tay a! Này nhà vườn dùng cái cuốc, sẻng tiến hành phản kích, muốn ngăn lại phi kê đám người xâm lấn. Đáng tiếc, song quyền nan địch bốn trưởng, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Mấy cái này nhà vườn hai ba lần đã bị giải quyết hết. Phi kê người thứ nhất xông tới vườn trái cây cửa. Đem to lớn khảm đao dơ lên thật cao, trùng điệp đánh xuống. Cùng cục một tiếng, cửa mở. Đang ở phi kê chuẩn bị vọt vào thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó mặt đất lay động, cảm giác kia giống như là động đất thông thường. Ân! Hắn quay đầu trở lại nhìn. Chỉ thấy đột nhiên lái tới 10 chiếc xe tải lớn. Những thứ này xe tải một chiếc tiếp lấy một chiếc ngừng lại, sau đó, từng cái vóc người khôi ngô. Thân hình khỏe mạnh tráng hán từ trên xe nhảy xuống tới. Mỗi một chiếc xe 10 người, tổng cộng bách phu. Đen thùi lùi một mảnh. Cái này 100 người lại đêm cầm hơn 30 người vây lại. Xem giá thế này, là muốn cùng đêm cầm sống mái với nhau nhịp điệu. Phi hình trái xoan chung cười nhạt, tại hành động trước giang sách liền nhắc nhở qua hắn. Nhiệm vụ của lần này biết phá lệ nguy hiểm, thoạt nhìn quả thực không sai. Một lần này hành động thật đúng là có điểm độ khó. Hắn quơ khảm đao đi tới, khinh thường nói, các ngươi những người này muốn làm gì? Lúc này, từ 100 người trong đội ngũ đi ra một gã thân cao xấp xỉ 2 thước nam tử, gò má của hắn có một đạo vết đao sâu hóm, hai mắt như là chó sói hung ác độc địa. Chính là dưới đất này thành 100 người lĩnh quân giả Thiên Diệt. Hắn mắt lạnh nhìn phi kê, từ tốn nói, chúng ta là vườn trái cây canh chừng. Vô luận người nào cũng không có thể tiến nhập vườn trái cây. Thừa dịp các ngươi còn có thể thở dốc, cút đi. Phi kê nở nụ cười, dựa vào, người dám dùng loại này khẩu khí cùng lão tử nói. Các huynh đệ, chơi hắn. Đêm cầm đám người kia cũng không muốn mạng xông tới. Tuy là bọn họ bên này ít người, nhưng từng cái đều là liều mạng khờ hàng, nói đến đánh nhau một cái làm năm, hung mãnh dị thường. Cho nên... Phi kê cũng không cảm giác mình thất bại. Nhưng thực tế thì, một tên trong đó phi cầm nhân viên mới vừa tiến lên, đối diện một người lấy tốc độ như tia chớp một quyền đánh vào trên mặt của hắn, trong nháy mắt mới ngã xuống đất, ngất đi. Thực lực của hai bên chênh lệch có chút lớn. Đối diện nam 100 người, không riêng nhiều người, mỗi người thực lực bất phàm. Bọn họ thực hành chính là một vị đào thải chế định, mỗi tháng thực lực lót đáy đều phải bị đấu loại. Từ trước đến nay, có thể lưu lại toàn bộ đều là trong trăm có một người có khả năng. Liền đêm cầm những hóa sắc này, căn bản cũng không đủ xem. Các huynh đệ, đừng sợ, cho dù chết cũng phải chết ở trên chiến trường. Cho ta xông. Phi kê là thật không đếm xỉa đến, liều mạng xông về phía trước. Đêm cầm nhân cũng đều cùng hít thuốc lắc giống nhau, điên cuồng liều mạng chiến đấu, chỉ là nhân số cùng thực lực chênh lệch đều quá. Năm min qua đi. Đêm cầm hơn 30 người toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất. Máu chảy thành sông. Thành dưới đất 100 người, không một tổn thương. Phi kê ngã vào trong vũng máu, phẫn hận không ngớt. Giang tiên sinh, ta có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Xin lỗi, ta bây giờ không có thực lực xông vào cái kia vườn trái cây. Cũng xin ngài tha thứ cho ta vô năng. Thiên Diệt đã đi tới, một cước giẫm nát phi gà ngực, mặt không thay đổi nói rằng. Như ngươi loại này vô năng tên còn dám cùng thành dưới đất khiêu chiến. Thật là làm cho ta ác tâm. Nói, hắn nặng nề đạp một cước. Phi hình trái xoan cửa bị buồn bực một cước, nặng nề phun ra búng máu tươi lớn. Thiên Diệt hài lòng nở nụ cười. Ngươi biết chính mình duy nhất giá trị là cái gì không? Ngươi duy nhất giá trị, chính là ở trước khi chết, cùng ta tìm niềm vui. Thiên Diệt một cước nhét đang bay kê trên người. Mỗi một chân đều đạp gãy phi gà đầu khớp xương,
đau hắn phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, từng ngốn phun ra tiên huyết. Vì trợ giúp Giang Sách hoàn thành kế hoạch, Phi Kê thật là liều mạng ra tánh mạng. Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời, chậm rãi vươn tay, cắn răng nói rằng, ta cả đời tầm thường vô vi, làm hết chuyện thất đức, là Giang tiên sinh cho ta một lần nữa làm người cơ hội. Tháng gần nhất, là ta đời này qua vui vẻ nhất một tháng. Giang tiên sinh, nếu như có thể sớm một chút gặp ngươi thì tốt biết bao. Nói, hắn ôm lấy Thiên Diệt bắp đùi, Giang tiên sinh, ta muốn vì ngươi hoàn thành một chuyện cuối cùng. Hắn từ ống quần rút ra một cây chủy thủ, dựa theo Thiên Diệt cái bụng liền đâm tới. Thiên Diệt lạnh giọng nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta. Mơ mộng hão huyền. Hắn mộng dùng tốt lực, một cước liền đem Phi Kê bị quăng ra ngoài, dao găm rơi trên mặt đất. Thiên Diệt khom lưng nhặt lên dao găm. Ta ngoạn cú liễu. Phế vật, ngươi có thể chết rồi. Trong giọng nói, hắn một bước đi tới Phi Kê trước mặt, nắm dao găm đâm về phía phi gà cái cổ, tốc độ cực nhanh, lực đạo to lớn đều xa phi thường người có thể so sánh. Phi Kê tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đợi tử vong phủ xuống. Giang tiên sinh, kiếp sau tái kiến. Đang ở Phi Kê tính mệnh gần kết thúc sát na, bước ngoặt nguy hiểm. Một con cường tráng bàn tay to trong nháy mắt cầm Thiên Diệt hạ lạc cánh tay, ngạnh sinh sinh cản lại một kích chí mạng này. Ân. Thiên Diệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy là một người cao 1m8 mấy, thể tráng như châu nam nhân chặn công kích của mình. Thiên Diệt nở nụ cười. Chính hắn nhưng là có xấp xỉ người cao 2m, thân thể càng là cường tráng không gì sánh được. So khí lực, Thiên Diệt cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Tiểu tạp mao, ngươi cho rằng có thể lan được dưới ta Thiên Diệt công kích sao? Vọng tưởng. Hắn bỗng nhiên gia tăng khí lực, đem dao găm đâm về phía Phi Kê, thể phải cướp đoạt phi gà tính mệnh. Thế nhưng, chủy thủ kia lại không nhúc nhích mảy may. Mặc kệ Thiên Diệt sử dụng sức khỏe lớn đến đâu, dao găm chính là không có biện pháp hoạt động nửa phần. Hắn hoảng sợ nhìn về phía nam tử trước mắt, vẫn là lần đầu tiên, đang so khí lực phương diện. Hắn thua. Đối phương rốt cuộc thần thánh phương nào? Thiên Diệt một trưởng vỗ hướng đối phương, thừa dịp đối phương lắc mình võ thuật, hắn rút tay ra cánh tay lui lại mấy bước, dò hỏi, ngươi tiêu chuẩn coi như không tệ, hãy xưng tên ra. Nam tử kia một bên đem Phi Kê ôm bỏ qua một bên bình tĩnh nói, thập nhị hoàng kim, Kim Ngưu. Kim Ngưu. Thiên Diệt sửng sốt một chút, cũng không biết tên này. Bên kia. Phi Kê nặng nề ho khan vài tiếng, cầm Kim Ngưu cánh tay nói rằng, người nhất định là Giang tiên sinh bộ hạ đắc lực a. Đi mau, tuy là thực lực của ngươi không đơn giản, thế nhưng đối phương nhân số rất nhiều, hơn nữa mỗi người cũng có thực lực cường đại, không phải một mình ngươi có thể đối phó được. Lúc này, một cái tà ác thanh âm truyền tới. Một người không đối phó được, nam 12 người rồi. Thập nhị hoàng kim, song tử đăng tràng. Phi Kê dùng răng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không biết từ lúc nào, trước người của mình đã đứng 12 danh nam tử, mỗi người đều mang đặc sắc. Bọn họ, chính là Giang Sách mạnh nhất bộ hạ thập nhị hoàng kim. Từng cái đều thực lực cường hãn không gì sánh được, từ ly khai Tây Kỳ sau đó, đây là bọn họ lần đầu tiên hiệp lực hợp tác. Phi Kê nói rằng, các ngươi chỉ có 12 người, đối phương nhưng là có 100 người a. Dẫn đầu Thiên Diệt càng là thực lực xuất chúng. Các ngươi không phải là đối thủ, đi mau, ta không muốn bởi vì chính mình mà làm hại Giang tiên sinh tổn thất lực bộ hạ. Lúc này, một đôi ôn nhu tay khoác lên phi gà trên vai. Là đôi ngư. Hắn ôn nhu cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, có thể đối phó thập nhị hoàng kim nhân, còn chưa ra đời. Ngươi bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta tới xử lý. Phi Kê ngơ ngác nhìn đôi ngư, tâm phát thông nhảy. Đối phương rõ ràng là người đàn ông, lại có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt đối ôn nhu, coi như là Phi Kê loại này tháo nam đều bị hắn ôn nhu giọng nói cùng thanh âm nói mặt đỏ tới mang tai. Ôn nhu tiểu ca ca, nói chính là chỗ này chủng nam tử a. Đối diện, Thiên Diệt hoạt động một chút cổ tay, khinh thường nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Tốt, các ngươi đã thành tâm suy nghĩ, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Vung tay lên, Thiên Diệt phát ra mệnh lệnh. Đêm này 12 người, giết chết tại chỗ.
Na ô trung tâm, ô trung tâm 100 người ngay lập tức sẽ vào tới, bọn họ toàn bộ đều là khát máu lang, có thể có được, sát nhân, mệnh lệnh, là bọn hắn cao hứng nhất sự tình. 100 đầu lang, thực lực kia xác thực đáng sợ. Nhưng bọn hắn to đánh giá một việc, đó chính là thập nhị hoàng kim thực lực. Nếu như bọn họ là lang, na thập nhị hoàng kim chính là mạnh hoạch, 100 đầu lang vs 12 con mãnh hổ, tràng diện này, trăm năm khó gặp. Đồng dạng khát máu như mạng hoàng kim song tử người thứ nhất xông tới. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đi vòng qua hai gã địch nhân phía sau, cắn một cái ở một người trong đó sau lưng, một tay cầm một người khác cái cổ. Cờ rắc, hàm răng sắc bén đem cái cổ cắn xé ra, tiên huyết chảy đầm đìa. Phốc suy, nhọn móng tay cùng mạnh mẽ chỉ lực, năm ngón tay trực tiếp cắm vào một người khác cái cổ, bị mất mạng tại chỗ. Tiên huyết, mỹ vị tiên huyết. Song tử triệt để không khống chế được, điên cuồng tàn sát đứng lên. Cái khác hoàng kim cũng không nhìn làm trò. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, xạ thủ đứng ở đàng xa, một cây có một cây mũi tên nhọn phóng ra ra, chưa từng phát trượt, mỗi một tiễn đều có thể kết quả một gã địch nhân. Bắn tên trộm hỗn đản, ta muốn mạng của ngươi. Một gã địch nhân lượn quanh sau đánh tới, xạ thủ vừa mới chuẩn bị đánh trả, một đạo thân ảnh từ phía sau hắn nhảy ra. Nhanh như tia chớp bắn trúng địch nhân trái tim. Một quyền, bị mất mạng. Thân ảnh rơi xuống đất, chính là Hoàng Kim Sư Tử. Sư Tử ngoái đầu nhìn lại cười, ca, ta cứu ngươi một mạng a hát. Xạ thủ cười nhạt, một mũi tên bắn ra, vừa vặn giết chết một gã khác chuẩn bị công kích Sư Tử địch nhân. Xú đệ đệ, ta cũng cứu ngươi một mạng. Cát, Sư Tử thân hình lóe lên, sát nhập địch nhân trong đống. Tốc độ cực nhanh không người có thể địch. Bên này, Hoàng Kim cán cân nghiêng từ trong kho vũ khí lấy ra một cây ngân thương, làm vũ khí đại sư hắn tinh thông thế gian tuyệt đại bộ phân khí giới. Nhất là thương. Tốt đồng bạn, theo ta chém giết. Trong nháy mắt, thương như du long, tung hoành xa trường. Phách, ám sát, thiêu, chặt, đập, mỗi một chiêu mỗi một thế đều lực đạo 10 phần, rất có đại sư phong phạm. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Xiết nổi dậy, cán cân nghiêng chân đạp thất tinh bước, ở bầy địch trong thất tiến thất xuất. Thập nhị hoàng kim, từng cái đều thực lực phi phàm, giết 100 tên dưới thành binh sĩ quân lính tan rã. Những thứ này thì em đều vẫn là người sao. Một gã địch nhân biết rõ không phải thập nhị hoàng kim đối thủ, liếc mắt theo dõi nằm dưới đất phi kê. Dựa vào, trước giết chết ngươi một cái vương bát đản. Hắn tránh khai đoàn người đi tới phi kê bên người, ta để cho ngươi được nước, đi chết đi. Đang ở địch nhân động thủ sát na, một thanh sắc bén dao găm vô thanh vô tức đâm vào trái tim của hắn, trong chớp mắt người liền chết. Đến chết, nên địch nhân đều không biết là người nào ra tay. Chỉ có trong gió phiêu động lá rụng, tượng trưng cho người nam nhân kia từng xuất thủ qua, thập nhị hoàng kim tối cường thích khách thiên hạt. Nhìn thập nhị hoàng kim từng cái triển lộ thực lực. Phi kê nuốt nước miếng một cái. Dựa vào, vừa mới hắn còn vì 12 người lo lắng, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là khôi hài. Đừng nói 100 người rồi. Cho dù có 1.000 người, sợ đều không phải là cái này 12 người đối thủ a. Thật là đáng sợ. Thực lực của những người này cường đại đến mức độ nghịch thiên. Thiên Diệt nhìn một cái lại một cái thủ hạ được giải quyết rơi, lòng nóng như lửa đốt. Giận dữ hết, thật cho là không có ai chế tài cho ngươi các ngươi sao. Ta Thiên Diệt từ sinh ra tới nay, chưa từng bại một lần. Hiện tại, ta để các ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực. Bá! Một thân ảnh chắn Thiên Diệt trước mặt. Thập nhị hoàng kim ma yết. Hắn là hoàng kim trong đặc biệt nhất na một cái, thân phận của hắn rất đơn giản cũng rất chắc trở Giang Sách bồi luyện. Đơn giản là bởi vì, ngoại trừ cùng Giang Sách đối chiến ở ngoài. Hắn cơ hồ không có bất cứ chuyện gì cần làm. Chắc trở là bởi vì, muốn đang cùng Giang Sách đối chiến trong quá trình không bị giết chết, cực kỳ chắc trở. Ma Yết, động thủ. Thiên Diệt khinh thường nhìn trước mắt nam nhân, cười lạnh một tiếng, dám một thân một mình che ở trước người của ta, coi như ngươi có đảm lược, nhưng phần này gan dạ sáng suốt đổi lấy kết quả chính là một chữ chết. Trong chớp mắt, Thiên Diệt liền đi tới Ma Yết trước mặt. Thân di chuyển. Quyền ra. Cương mãnh dị thường, tốc độ nhanh vô cùng, người bình thường bị một quyền này bắn trúng,
chắc chắn phải chết. Thiên Diệt đối với mình thực lực hay là có nhất định tự tin. Dù sao từ xuất thân tới nay hắn sẽ không có thua quá, dưới đất thành nhiều năm như vậy, cũng không có bất cứ người nào có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Sự hiện hữu của hắn, chính là võ lực điểm cao. Đây là hắn tự nhận là. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhận thức ra phát hiện sai lệch. Đang ở hắn cho rằng cương mãnh vô cùng một quyền có thể dễ dàng giải quyết hết đối thủ thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, mà ít giống như là trước giờ thấy rõ rồi động tác của hắn thông thường, ung dung né tránh ra. Tốc độ của ngươi, quá chậm. Thiên Diệt nổi giận, may mắn né tránh một quyền liền được nước. Chịu chết đi. Không tin tà hắn tăng nhanh tốc độ, tăng thêm quyền kình, nhưng kỳ quái là, mỗi một quyền không phải không đánh chúng chính là bị đối phương ung dung hóa giải. Chẳng bao giờ bại một lần chính hắn, có điểm khó chịu. Ma Yết lui ra phía sau một bước kéo ra thân cách, có chút thất vọng nói rằng, thật lâu chưa cùng thống suất so chiêu, ta đây đoạn thời gian rất là buồn chán. Vốn tưởng rằng ngươi có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ, nào ngờ ngươi ngay cả ta 1/10 thực lực đều không đạt được. Ngươi, quá làm ta thất vọng rồi. 1/10, đều, không đạt được. Thiên Diệt ngẩng đầu lên cười ha ha. Ngươi không khỏi cũng quá sẽ nói mạnh miệng rồi, ta không đánh chúng ngươi, ngươi cũng bắt ta không có cách nào a. Ngươi trốn đi trốn tới, cho rằng như vậy thì có thể thắng. Ma Yết khẽ lắc đầu, tốt, ta đây không né rồi. Thiên Diệt cười ha ha. Không né. Vậy ngươi liền chuẩn bị dễ chịu chết đi. Hắn đột nhiên ra tốc, vò tới Ma Yết bên người, nặng nề đánh ra một quyền. Ma Yết tựa như chính hắn nói như vậy. Không né rồi, trầm eo đứng trung bình tấn, cũng hướng Thiên Diệt đánh ra một quyền. Quyền đối quyền. Hai nam nhân nắm đấm nặng nề đánh vào cùng nhau. Ken két, ken két két, ken két ken két. Thiên Diệt cánh tay trong nháy mắt liền mềm rơi, ngay ngắn cánh tay đầu khớp xương toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại có huyết nhục liên tiếp. A tương đương tương đương. Thiên Diệt phát sinh giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. Chẳng bao giờ thất bại qua chính hắn. Lần đầu tiên thất bại, chính là thảm bại, hắn đời này sợ là cũng không thể lại theo người khác chiến đấu. Ma Yết một quyền này có thể không phải quang hủy diệt rồi hắn một cây cánh tay, càng là đem Thiên Diệt cả người đầu khớp xương đều cho đánh rách tả tơi, lui về phía sau quãng đời còn lại cũng chỉ có thể ở xe lăn vượt qua. Còn muốn động thủ so chiêu, đã là không có khả năng. Ma Yết đứng thẳng người, thu hồi quyền. Nhìn nằm trên mặt đất lăn lộn đầy đất. Gào khóc Thiên Diệt, Ma Yết khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, một quyền này vốn muốn tính mệnh của ngươi mới đúng, xem ra là ta tính ra lệch lạc. Thực lực của ngươi không chỉ ta 1/10, có thể đạt được ta 1/7. Nói xong, hắn nếu không nhìn bầu trời diệt liếc mắt. Bằng vào thập nhị hoàng kim gần như yêu nghiệt cường hãn giống vậy thực lực, ở ngắn ngủi 5 min không tới trong thời gian, thành dưới đất huấn luyện ra 100 danh thực lực cường hãn tay chân liền toàn bộ được giải quyết rớt. Bao quát lĩnh quân giả Thiên Diệt ở bên trong. Thập nhị hoàng kim xuất thủ tương đương tàn nhẫn, lần chiến đấu này, không có bất kỳ một cái địch nhân còn có thể lại đứng lên được. Bọn họ nửa đời sau, đều phải ở trên giường bệnh vượt qua. Tất cả kết thúc. Thập nhị hoàng kim đứng thành hai hàng, một chiếc màu trắng xe con lái tới, cửa xe mở ra, hai gã nam tử trước sau đi ra. Giang Sách cùng Mộc Dương Nhất. Mộc Dương Nhất theo thật sát Giang Sách phía sau. Một tấc cũng không rời. Giang Sách nhìn đầy đất người bị thương, đối với Mộc Dương Nhất nói rằng, an bài xe cứu thương, đối với Đêm Cầm Nhân làm trị liệu, chiếu cố, cho mỗi một người đưa lên 100 vạn tiền tử. Là, Mộc Dương Nhất lập tức làm theo. Giang Sách từ đầy đất trong số người bị thương đi qua, đi tới vườn trái cây cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra đã bị đập hư đại môn, Giang Sách bước vào. Hướng phía nam một gian nhìn như cũ nát không chịu nổi phòng nhỏ đi tới. Ở trong đó, có hắn lúc này muốn gặp nhất nhân. Phụ thân của hắn. Ba, ta tới đón ngươi rồi. Giang Sách hướng phía phòng nhỏ đi tới, thập nhị hoàng kim theo sát phía sau. Đi tới cửa, khí lực lớn nhất Kim Ngưu chủ động tiến lên một bước, một quyền nện ở đóng cửa trên, trong nháy mắt đem khóa cho đập hư, một bả liền cho đẩy ra. Phòng trong. Trang sức phi thường xa hoa. Ở cuối phòng có một giường lớn, nằm trên giường một người, bên giường ngồi một người. Hai người này, giống nhau như đúc.
Giang Sách lòng dạ ác độc ngoan run rẩy một chút, hắn giơ tay ý bảo thập nhị hoàng kim đứng ở cửa không nên đi vào, muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một phần vạn cái kia hàng giả quá mức kích động, động thủ đem Giang Hàn không phải cho giết chết, na Giang Sách sẽ áy náy suốt đời. Hắn thận trọng đi về phía trước lấy. Mới vừa đi tới thông thường, na hàng giả lên tiếng, ngươi không cần cẩn thận như vậy, ta sẽ không giết chết cha ngươi, dù sao hắn là ta trên thế giới này duy nhất. Ca ca, ca ca, Giang Sách chợt run một cái. Nói cách khác, cái này hàng giả là phụ thân Giang Hàn không phải là đệ đệ. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có nghe phụ thân nhắc qua a. Na hàng giả quay đầu nhìn về phía Giang Sách, cười ha ha, nói rằng, được rồi, ngươi nên còn không biết ta là ai. Tự giới thiệu mình một chút, ta là cha ngươi song bào thai đệ đệ, cũng chính là nhị thúc của ngươi Giang Hàn tìm. Giang Sách trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, từng ấy năm tới nay hắn vẫn lần đầu tiên sản sinh loại cảm giác này. Hắn không phải là không có nghĩ tới hàng giả đích thực thật thân phận. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, hàng giả cư nhiên sẽ là cha hắn song bào thai đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn có thể vẫn luôn chưa có nghe nói qua. Giang Sách làm khó. Kỳ thực lấy hàng giả sở tác sở vi, Giang Sách giết chết hắn 10 lần cũng không quá đáng, nhưng suy nghĩ đến thân phận của hắn chi đặc thù, Giang Sách lại không có phương tiện động thủ. Giang Sách khó hiểu hỏi, người đã như thế quan tâm cha ta, chúng ta vừa có quan hệ máu mủ, vì sao ngươi còn muốn đối với ta phụ thân làm ra quá đáng như vậy sự tình? Giang Hàn Tầm cười khổ một tiếng, tự tay móc ra một khối như là kẹo cao su gì đó bỏ vào trong miệng. Hắn một bên nhai vừa nói, kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không định nhốt ca ca, ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ rất vui vẻ sao? Không phải, ta mỗi đêm đều sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Lương tâm bất an. Lời này nghe làm sao như vậy khôi hài. Giang Hàn Tầm tiếp tục nói, từ Thịnh Vui khoa học kỹ thuật thành lập một ngày kia trở đi, ý nghĩ của ta chính là cùng ca ca cùng nhau dắt tay cùng ăn, cùng nhau hoàn thành đại kế. Nhưng là, ca ca hắn không nghe a. Bất đắc dĩ, vì ta đại kế không đến mức ngâm nước nóng, ta chỉ có thể tuyển trạch loại này ác liệt nhất thủ đoạn. Giang Sách khẽ nhíu mày, ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ mới vừa bắt đầu, Giang Hàn Tầm vẫn nói gì đó, đại kế, luôn cảm giác hắn trong lời nói có chuyện. Giang Hàn Tầm nhìn về phía Giang Hàn Phi, hỏi, lão ca, nếu không chuyện này từ ngươi tới nói rõ. Giang Hàn Phi thở dài, cũng là ngươi nói đi. Giang Hàn Tầm nở nụ cười, lão ca, ngươi chính là một chút cũng không có đổi, vẫn là như vậy không thương chõ mõm vào, đi, ta nói. Hắn nhìn về phía Giang Sách. Không nóng nảy trả lời, ngược lại trước nói cho Giang Sách một việc, người biết không, Lưu Cảnh Minh nhưng thật ra là nhi tử của ta, thân nhi tử. A, à, Giang Sách càng thêm ngoài ý muốn. Bất quá từ qua lại các loại dấu hiệu đến xem, Lưu Cảnh Minh là Giang Hàn Tầm con trai, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Vậy tại sao hắn họ, Lưu, người họ, Giang? Giang Hàn Tầm cổ liễu cổ trưởng, không hổ là tu la chiến thần. Nhìn vấn đề thực sự là chuẩn, một cái liền đã hỏi tới then chốt. Hắn lại móc ra một khối kẹo cao su bỏ vào trong miệng. Nhai khoảng khắc, Giang Hàn Tầm nói rằng, kỳ thực đây là chúng ta Giang gia truyền thống A, tử nữ không phải cùng phụ thân họ, mà là cùng mẫu thân họ. Lưu Cảnh Minh họ, Lưu, chỉ là theo mẫu thân họ, chính là chỗ này sao đơn giản. Bất quá! Giang Hàn Tầm cười đếu nhìn một chút Giang Hàn Phi, lão ca. Ngươi cũng không tuân theo quy củ, phá hủy chúng ta Giang gia truyền thống, không để cho ngươi hai đứa bé theo mẫu thân họ, vẫn là theo ngươi họ, Giang, không được tốt a. Giang Hàn Phi lắc đầu, Giang gia cho tới bây giờ sẽ không có loại quy củ này, là ngươi chính mình định, ta tại sao muốn theo ý tứ của ngươi đi? Ta định, ngươi xác định. Giang Hàn Phi cúi đầu, từ hắn do dự trong ánh mắt rõ ràng đó có thể thấy được không thích hợp. Giang Sách tiếp tục nói, Lưu Cảnh Minh với hắn mẫu thân họ, loại chuyện như vậy với ngươi nói, đại kế, lại có quan hệ thế nào? Quan hệ cũng lớn. Giang Hàn Tầm nói rằng, tựa như ta nói, Giang gia quy củ là hài tử theo mẫu thân họ. Nói cách khác, ta Giang Hàn Tầm, còn ngươi nữa phụ thân Giang Hàn Phi, kỳ thực cũng đều là theo mẫu thân họ, cũng chính là ngươi nãi nãi. Giang Sách,
người nãi nãi gọi, Giang Nhã Bèo, ta với người phụ thân đều là do nãi nãi người một tay nuôi lớn, với người nãi nãi họ. Nói tới chỗ này, Giang Sách loáng thoáng cảm giác có thể phải vạch trần nào đó đại âm mưu. Bằng không không có khả năng vô duyên vô cớ kéo tới nãi nãi. Giang Hàn Tầm nhìn về phía Giang Sách, hỏi, nói vậy ngươi cũng biết chuyện này, ta với ngươi phụ thân từ nhỏ đã theo nãi nãi ngươi qua, từ nãi nãi ngươi một tay nuôi lớn, cuối cùng nãi nãi ngươi bởi vì mỗi ngày đánh ba phần công phu, vất vả quá độ, tươi sống mệt chết ở tại công trường. Giang Sách, ngươi biết tại sao sẽ như vậy sao? Giang Sách lắc đầu. Giang Hàn Tầm trong ánh mắt hiện lên vẻ hàn quang, đơn giản là... Người na không có tim không có phổi ra ra từ bỏ ngươi nãi nãi. Cái này, Giang Sách nhưng thật ra thật không ngờ, Giang gia lại còn có cái chủng này rèm pha, hắn từ nhỏ cũng đều không biết. Giang Hàn Phi nhíu nhíu mày, Hàn Tầm, đừng nói nữa. Vì sao đừng nói, Giang Hàn Tầm trong mắt tràn đầy phẫn hận, cái kia số nam nhân rõ ràng có lão bà hài tử, vẫn còn muốn lừa dối hồn nhiên thiếu nữ cảm tình. Để người ta cái bụng làm lớn sau đó liền chuồn mất. Loại này cặn bã nam, người còn có cái gì có thể che chở? Nghe xong lời của hắn, Giang Sách hiểu. Nói cách khác, Giang Sách gia gia vốn là có gia thất, lại phi thường vô sỉ lừa gạt con bà nó cảm tình, đem nãi nãi cái bụng làm lớn sau đó cũng không phụ trách, chuồn mất. Nãi nãi một thân một mình sinh ra phụ thân cùng nhị thúc cái này một đôi song bào thai, cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Cuối cùng, nãi nãi bởi vì vất vả quá độ mà mệt chết ở công trường. Thật là một bi thương cố sự. Giang Hàn Tầm tiếp tục nói, Giang Sách, chúng ta đều là theo nãi nãi người họ, Giang, vậy ngươi đoán một chút, nếu như chúng ta theo ra ra ngươi họ lời nói, hẳn là họ gì? Giang Sách cười khổ một tiếng, ta đây nơi nào đoán được? Giang Hàn Tầm gật đầu, nói cũng phải, người đây nơi nào đoán? Ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết được rồi, nếu như chúng ta như một loại gia đình như vậy theo phụ thân họ, cũng chính là theo gia gia ngươi họ, chúng ta đây toàn bộ đều hẳn là họ, Đàm. Đàm. Một cái phi thường thông thường dòng họ. Thế nhưng lúc này truyền vào Giang Sách trong tai, lại có vẻ phá lệ chói tai. Đơn giản là, ở kinh thành ba gia tộc lớn trong, là có một nhà họ Đàm. Đồng thời thật vừa đúng lúc Đàm gia vẫn là thịnh vui khoa học kỹ thuật phía sau màn người ủng hộ. Đây hết thảy đều là vừa khớp. Không phải. Tuyệt đối là thiết kế xong. Giang Hàn Tầm khóe miệng hơi nhếch lên, Giang Sách, ta nghĩ ngươi đã đoán được. Không sai, chính là, Đàm Vĩnh Thắng, Đàm. Đàm Vĩnh Thắng, Đàm gia gia chủ. Cũng là Giang Hàn Phi, Giang Hàn Tầm phụ thân, Giang Sách gia gia. Trước đây Đàm Vĩnh Thắng cõng thê tử ở bên ngoài cùng Giang Nhã Bèo tốt hơn, đang để cho Giang Nhã Bèo mang thai sau đó, liền phi thường vô sỉ chuồn mất. Cặn bã nam. Tuyệt đối cặn bã nam. Đàm Vĩnh Thắng cho là hắn sở thiếu phong lưu khoản nợ cả đời cũng không cần còn, chẳng phải biết, hắn hai đứa bé cũng sớm đã mai phục tại bên người của hắn, chọn 8 năm. Giang Hàn Tầm nói rằng, cái kia tiện nam người từ bỏ mẹ của chúng ta, cũng từ bỏ ta theo lão ca. Ở chúng ta lúc tuổi thơ quang trong, là không có có phụ thân. Mỗi khi chứng kiến hài tử của người khác cùng phụ thân làm nũng, chúng ta sẽ vô cùng đố kỵ, sức sống. Phụ thân của chúng ta đâu? Nếu có phụ thân ở, chúng ta cũng sẽ không như vậy cô độc, nếu có phụ thân ở, mẫu thân nàng cũng sẽ không tươi sống mệt chết ở công trường. Vừa nghĩ tới mẫu thân chết thảm dáng vẻ, ta liền hận không thể đem người nam nhân kia tháo thành 8 khối. Mới vừa rồi tiêu tan mối hận trong lòng. Thì ra, Giang gia tổ tiên còn có loại này ly kỳ khúc chiết từng trải. Càng không nghĩ tới, bọn họ Giang gia cư nhiên cùng Đàm gia là nhất mạch, Giang Sách càng là chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩnh Thắng cháu trai ruột. Đột nhiên, Giang Sách hiểu. Hắn hiểu được, vì sao chính mình sẽ cùng Đàm Quốc đống dáng dấp giống nhau đến 7 phần rồi. Đồng dạng làm Đàm Vĩnh Thắng tôn tử, Giang Sách cùng Đàm Quốc đống xuất từ nhất mạch. Tướng mạo dáng dấp giống nhau đến mấy phần vậy chẳng có gì lạ rồi. Giang Sách nhìn về phía Giang Hàn Tầm, lúc này, hắn đại thể đoán được đối phương, đại kế, là cái gì. Cho nên, người đại kế chính là muốn giết chết Đàm Vĩnh Thắng, thay nãi nãi cũng là thay chính ngươi lấy lại công đạo sao. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Giang Hàn Tầm lại một lần nữa nuốt vào một viên kẹo cao su, bên nhai vừa nói, nếu như chỉ là giết chết Đàm Vĩnh Thắng.
8 năm qua ta có chính là cơ hội. Nhưng cái này là đủ rồi sao? Không phải, còn thiếu rất nhiều. Đàm Vĩnh Thắng quan tâm chính là hai chữ danh lợi, hắn càng là quan tâm cái gì, ta thì càng muốn hủy diệt. Ta đại kế, là đem Đàm gia trăm năm sản nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở Đàm Vĩnh Thắng tuyệt vọng thống khổ thời điểm, đem hắn tươi sống chết đói. Làm cho hắn cũng thể hội một chút mẫu thân năm đó gian khổ. Thật là độc ác kế hoạch. Bất quá, Đàm gia gia nghiệp trên trăm năm, căn cơ thâm hậu, mạng lưới quan hệ càng là bao trùm toàn bộ kinh thành. Muốn đem Đàm gia nhổ tận gốc. Một chữ, khó. Đây cũng là vì sao Giang Hàn Tầm hao tốn thời gian 8 năm còn không thu hoạch được gì nguyên nhân. Giang Sách hỏi, ngươi hoàn thành ngươi đại kế, tại sao muốn giam giữ ta phụ thân? Giang Hàn Tầm khinh thường nói, vì sao? Ngươi hỏi hắn a? Trên giường bệnh, Giang Hàn Phi bất đắc dĩ nói, bởi vì ta căn bản cũng không muốn tiêu diệt Đàm gia, cũng không muốn giết chết Đàm Vĩnh Thắng. Bất kể nói thế nào, đó là chúng ta phụ thân, mặc kệ phụ thân phạm vào lớn giường nào tội nghiệt, cũng không có con trai giết lão tử, đây là trái với thiên đạo cương thường tội nghiệt, ta làm sao có thể cho phép. Giang Sách bất đắc dĩ cười khổ. Vậy thì đúng rồi. Phụ thân là một cái phi thường ôn nhu người, tâm địa thiện lương, giúp mọi người làm điều tốt. Làm cho hắn đi sát nhân cũng đã chuyện rất vớ vẩn rồi, chớ đừng nói chi là muốn giết vẫn là mình cha đẻ. Đối với Giang Hàn Phi mà nói, đơn giản là không thể dễ dàng tha thứ việc. Giang Hàn Tầm nói tiếp, 8 năm trước, ta mượn cớ phát triển sự nghiệp đem lão ca gạt tới rồi kinh thành, lấy lão ca danh nghĩa sáng lập Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Bằng vào lão ca kỹ thuật, cùng với ta đưa vào hoạt động, công ty từng bước phát triển lớn mạnh. Tiếp lấy, ta theo lão ca lời nói thật, làm cho lão ca trợ giúp ta hoàn thành báo thù. Chúng ta trước chủ động đầu nhập vào Đàm gia. Thu hoạch Đàm gia tín nhiệm, làm cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng dung nhập Đàm gia kinh tế trong huyết mạch, thậm chí trở thành Đàm gia kinh tế trái tim. Một ngày thành hình, chúng ta liền lập tức bị hủy Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, làm cho Đàm gia ngành kinh tế thống hoàn toàn bại liệt. Lại liên hợp Triệu gia, Khương gia, Tam Phương dắt tay diệt trừ Đàm gia. Thật là ác độc kế sách. Trước tranh thủ tín nhiệm, làm cho đối phương không thể rời bỏ ngươi, ở đối phương hoàn toàn ỷ lại ngươi sau đó. Lại đột nhiên tan vỡ, liên hợp kẻ thù bên ngoài tiêu diệt Đàm gia. Một chiêu này nếu như hoàn thành, Đàm gia trăm năm sản nghiệp thật có khả năng khoảng cách hủy diệt. Giang Hàn Tầm nói rằng, đáng tiếc, lão ca chết sống không chịu theo ta liên thủ, còn nói cái gì phải về Giang Nam khu, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này, đem lão ca cho nhốt đứng lên, dùng dược vật khống chế hắn tiếp tục công việc, tiếp tục lớn mạnh Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Nhiều năm qua, ta vô số lần khuyên bảo lão ca không muốn kiên trì, nhưng hắn chưa từng có thuận theo ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì không có lão ca toàn lực trợ giúp, chỉ dựa vào ta một người, kế hoạch hoàn thành tiến độ tương đương chậm, cộng thêm Đàm Vĩnh Thắng con cáo giả kia quá mức giảo hoạt, rất khó đánh vào Đàm gia nội bộ. Cho nên cho tới nay, kế hoạch của ta cũng không có cách nào mở ra hoàn toàn. Giang Sách nở nụ cười. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Nói rằng, loại người như ngươi gần như đồng quy vu tận kế hoạch, khả thi vốn là rất thấp. Hơn nữa ngươi vì báo thù, ngay cả người thân nhất đều giam cầm lại, đã triệt để đánh mất nhân tính. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất nói giả quả trợ, không có nhân tính ngươi, coi như là lão thiên gia cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Ngươi biết thất bại, đương nhiên. Giang Hàn Tầm thở dài, nói rằng, có thể thật là như vậy đi. Cho nên lão thiên gia an bài ngươi qua đây. Để cho ngươi đánh bại ta, ngăn trở kế hoạch của ta, cứu ra phụ thân của ngươi. Ngữ khí của hắn cực kỳ đau thương. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy không cam lòng. 8 năm tới nay, hắn vô thì vô khắc không nghĩ báo thù, cũng vẫn vì thế nỗ lực. Kết quả là, cũng không có làm gì đến, còn làm hại con trai của mình biến thành si ngốc, hắn thật sự là một loser. Kỳ thực, hắn cũng thực sự thương cảm. Từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha, ở khác nhân khinh bỉ cùng cười nhạo chung lớn lên, mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân mệt chết ở công trường, nhưng không có chút nào biện pháp. Hắn cả đời này, bị, báo thù, hai chữ vững vàng trói chặt. Vì thế, hắn không tiếc nhốt chính mình thân cận nhất ca ca, im hơi lặng tiếng thay, cửu nhân, làm việc. Đổi lấy, cũng là con trai si ngốc.
hắn cũng không có làm gì đến, cũng không có làm gì đến a. Giang Hàn Tầm, đáng thương này không giúp nam nhân, lần đầu tiên từ trong đáy lòng đầu sản sinh một mãnh liệt vô trợ cảm, cái này kiên cường nam nhân, lần đầu tiên chảy xuống không cam lòng nước mắt. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Giang Hàn Tầm trùng điệp nện giường bệnh, phát tiết bất mãn trong lòng, oán giận vận mạng bất công. Vì sao ác nhân có thể đại phú đại quý, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Vì sao chịu khổ vĩnh viễn là hắn nghèo như vậy người? Không công bình. Hắn vọng tưởng cải biến, vọng tưởng cùng vận mệnh chống lại, đổi lấy, chỉ là càng thêm thê thảm kết cục. Giang Sách đầy cõi lòng đồng tình nhìn cái này nhị thúc. Kỳ thực, hắn vốn nên cùng Giang Hàn Tầm đứng ở đồng nhất trận tuyến mới đúng, dù sao nếu như Giang Sách từ ngay từ đầu cũng biết Đàm Vĩnh Thắng năm đó làm ác, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép cái kia ác nhân nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đáng tiếc, Giang Hàn Tầm đường đi quá chật. Trong phòng, ba nam nhân, đều bị một tầng nặng nề đau thương bầu không khí gói lấy, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khuôn mặt u sầu. Ba người bọn hắn vốn nên đứng ở đồng nhất trận tuyến. Nhưng bởi vì riêng mình chấp nhất, đến tai bây giờ việc này bi thảm tình cảnh. Ba người bọn hắn, toàn bộ đều có tội. Đột nhiên, Giang Hàn Tầm bưng bít ngực, phun phun ra búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ một mảng lớn sàng đan. Đệ đệ! Giang Hàn Phi quá sợ hãi, lập tức đỡ hắn, Hàn Tầm, ngươi làm sao? Giang Hàn Tầm cười ha ha, từ trong lòng ngực móc ra vừa mới một mực ăn, kẹo cao su, vậy thật ra thì là độc dược, không có thuốc nào cứu được. Ta thua. Người thua, đáng chết. Lão ca, chúc mừng ngươi lấy được tự do lần nữa, về sau không còn có người buộc ngươi đi giết hại Đàm Vĩnh Thắng rồi, ngươi có thể chuồn mất, không quan tâm những thứ này việc vớ vẩn. Chúc mừng, chúc mừng. Giang Hàn Phi không cầm được nước mắt ngã xuống, cầm thật chặt Giang Hàn Tầm tay, ngươi làm sao ngu như vậy? Vì sao, vì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.